Chú Bảy review phim, chúc các bạn xem phim vui vẻ. Nhớ theo dõi chú Bảy để cập nhật nhiều phim hay nhé. Hãy nhìn xem, vị đại tướng với những thành tích huy hoàng, thế nhưng lại không tìm được vợ, dự định sẽ kéo một cô gái bất kỳ bên đường để cưới. Cô gái tôi tên là Tần Phong, năm nay tôi 21 tuổi, dẫn quân đi chiến đấu hơn 10 năm. Cơ thể khỏe mạnh, không có thói quen xấu. Cô gái nghe xong tỏ vẻ mơ hồ, tuy nhiên cô ấy vẫn cố gắng tỏ ra lịch sự. Và giới thiệu bản thân, giờ thì đến lượt cô giới thiệu mình. Tôi tên là Thẩm Ngọc Lộ, năm nay tôi 18, anh đã dẫn quân chiến đấu 10 năm, tôi đã nuôi lợn 3 năm. Sau đó người đàn ông lấy ra một tờ giấy hôn thú, đưa cho cô gái, nói với cô ấy rằng tờ giấy này sẽ được sử dụng. Trong buổi tiệc đón phượng tối nay, thì cô gái này mới phản ứng lại, anh ta chắc chắn đã nhận nhầm người. Nguyên nhân người đàn ông này vội vã tìm người giả vờ kết hôn là bởi vì công chúa thứ 9 của Đại Cang Quốc đột ngột đến thành Ngọc Châu. Ông nội anh ta đặc biệt muốn xúi dục họ đến với nhau, nhưng anh ta không muốn thành con cờ trong cuộc hôn nhân này. Vì thế mới dùng kế sách này. Lúc này không xa một chiếc xe ngựa vụt tới, vị tướng nhanh tay nhanh mắt bảo vệ cô gái. Từ trên xe xuống một người đàn ông, cô gái vừa nhìn thấy không kịp cảm ơn ân cứu mạng của vị tướng, lập tức mừng rỡ chạy đến người đàn ông đối diện. Hóa ra người đàn ông là chồng của cô, nhưng không ngờ anh ta đẩy cô ra, tiếp theo cẩn thận từ trên xe hỗ trợ một cô gái xuống. Cô gái thấy thế nhỏ giọng hỏi cô gái kia là ai. Người đàn ông không biết xấu hổ biểu thị, cô ấy là cô nương thứ hai của nhà tôi ở bộ hộ, hôm nay phu nhân ta đạt giải nhất, là nương tử của ta. Người phụ nữ lập tức cảm thấy đầu mình như bị mưa đá đập trúng, hoàn toàn không thể chấp nhận sự thực trước mắt. Tiếp theo, người đàn ông lấy ra một tờ giấy ly hôn và biểu thị mình là người được hoàng đế chỉ định, là người đạt giải nhất và hiện tại đã là quan lại cấp 5, còn cô gái chỉ là người nuôi heo, hoàn toàn không xứng với anh ta. Trong 3 năm này, anh khổ cực học hành, là tôi kiếm tiền nuôi anh. Chỉ vì bây giờ anh đã thành công, anh muốn ly hôn với tôi phải không? Nghe lời này, chàng trai chỉ biểu hiện, trong 3 năm là do chính cô không cố gắng, không phấn đấu vươn lên, trong khi người phụ nữ bên cạnh anh lại là con gái của bộ trưởng bộ hộ. Cô gái kia dù nuôi 8 đời lợn cũng không đáng để ngóng. Chưa biết, cô gái là công chúa nổi tiếng, sự nghiệp thuận lợi của người đàn ông cũng nhờ cô âm thầm giúp đỡ. Chỉ vì 3 năm trước cô nguy trang đi thăm dò và gặp nguy, người đàn ông đã cứu cô. Để không làm người đàn ông tự ti, cô mới giấu giếm thân phận công chúa và âm thầm giúp đỡ người đàn ông từ phía sau. Cô gái không ngờ 3 năm nỗ lực của mình đều uổng phí, không thể chịu đựng được nên đã tiết lộ thân phận thực sự của mình. Không ngờ chàng trai không chỉ không tin mà còn tát cô một cái. Lúc này cô gái hoàn toàn thất vọng về người đàn ông. Trong sự đau khổ tột cùng, cô xé bỏ thư ly hôn và tuyên bố từ đây họ mỗi người một ngả nhưng đồng vĩnh. Tôi muốn nói với anh, rời xa anh thì tôi không có ai bên cạnh sao? Cô điên rồi, tôi hy vọng anh không hối hận. Giây tiếp theo cô gái đã tìm thấy vị tướng vừa kéo cô ấy đi kết hôn. Tôi có thể kết ước với anh, tôi không cần 500 lượng bạc của anh đồng ý không? Được, lời đã nói, không chịu thua không buông tha. Hai người tiếp tục theo sau chế nhạo cô gái chỉ tìm một anh chàng nhỏ bé để làm mặt mũi. Tôi là vị tướng lừng danh Tần Phong, quả thật là người tụ họp, một người tự xưng là vị hôn phu của cựu công chúa tướng Tần Phong. Thực ra cô gái và tướng quân cũng không tin vào danh tính của nhau. Cô ấy nói buổi tiệc tối nay muốn người đàn ông đi cùng cô ấy giúp anh ta lấp liếm lời dối trước đó, nhưng người đàn ông cũng tự nhận mình là vị tướng Tần Phong hùng mạnh, không cần ông nội tới thừa nhận danh tính. Ngược lại, cô gái gặp phải người đàn ông bị từ chối, khó tránh khỏi bị xấu hổ. Cô ấy có thể cho cô ấy một danh phận của một phu nhân tướng quân để người đàn ông đó hối hận. Như vậy họ không tin tưởng lẫn nhau. Tôi sẽ đi giải quyết một chút các vấn đề trong quân đội, lát nữa tôi sẽ đến đón cô đi dự tiệc. Anh cứ đi đi, tôi có thể tự mình đi dự tiệc được, cô không có thiệp mời. Anh không cần lo lắng về việc thiệp mời. Khi anh đến, anh chỉ cần nói với họ anh là người của tôi, cửu công chúa, họ sẽ cho anh vào. Bữa tiệc này do nhà tôi tổ chức, tôi cần thiệp mời làm gì, tôi lo là cô không có. Hai người đến đây làm gì? Đây là con lợn ai dắt đây? Nhanh chóng dắt nó đi, chúng tôi được mời đến dự tiệc. Các người, tới tham dự tiệc, hãy đưa thiệp mời ra xem. Lấy ra đi. Tôi không có thiệp mời. Không có thiệp mời thì cút sang một bên, ngươi cũng không xem xét. Hôm nay là ngày gì của nhà chúng tôi, bao nhiêu vị khách quý, ngươi làm hoảng sợ ai? Ngươi đền không đổi 10 cái đầu, nhưng ngươi có biết cô ấy là ai không? Cô ấy là ai? Người trước mặt các ngươi, chính là người quan trọng tối nay. Ý ngươi là, người bán heo này là cửu công chúa. Nếu cô ấy là cửu công chúa, tôi còn là hoàng đế minh nhân hiện tại cơ. Ngông cuồng, hỗn xược. Tên của phụ hoàng ta, không phải hai người dám gọi. Gọi quản gia Tần Vân Trung ra gặp tôi. Cô ấy là ai vậy? Làm sao biết được chú Trung? Cô ấy từ đâu đến? Ông Trương, cô Tô. Tôi nói làm sao từ xa lại ngửi thấy mùi nghèo khó,
hóa ra là cô à. Mời, Trương Ngọc Lục anh là Thạch Cao gia chó à, tôi đã đuổi cô rồi, sao cô còn đuổi theo đến nhà họ Tần, ông Trương, cô Tô, yên tâm, họ không có thiệp mời, tôi chắc chắn sẽ không để họ vào, nhìn này, đây là thiệp mời của chúng tôi, đẹp chứ, Tô Kiều Kiều. Với tư cách như cô, vào cũng chỉ để làm nền, tại buổi tiệc đón Phượng đêm nay, chắc chắn là náo nhiệt phi thường, cô chắc hẳn rất muốn vào đó, nhưng tiếc là, hôm nay dù cô quỳ xuống cầu xin tôi cũng không dùng thẻ mời của mình, để cho cô vào. Ông Trương, tôi sẽ đuổi họ đi ngay bây giờ. Hai người mau đi đi, nếu không đừng trách tôi, tối nay cửu công chúa tự mình đến, các người muốn không khách sáo với ai. Ồ. Khách sáo với ai, cô ấy là vợ của tôi, Tần Phong, nghĩa là chủ nhà của họ Tần, mà lại hỗn sực thế à, này Tần Phong, chỉ có chủ của gia tộc lớn, mới được gọi là chủ nhà, anh không rõ thì đừng ở đây la hét, mặc dù chúng ta chỉ kết hôn tạm, nhưng những gì cần phải cho cô, tôi sẽ cho cô tất cả. Tốt, anh ta nói anh ta là Tần Phong, các người đã gặp anh ta chưa? Làm sao có thể, nếu anh ấy là Tần Phong, thì tôi còn là đế thần Ngọc Hoàng nữa là. Tần Phong, tôi đã nói với anh từ sớm, bảo anh đừng khoác lác, nhìn này, bây giờ bị người nhà Tần chất vấn trước mặt rồi đấy, bây giờ sau nhiều năm xa trận, không về nhà, anh ta không nhận ra tôi cũng là chuyện bình thường. Đi, gọi Tần Vân Trung ra đây, Trương đại nhân đừng tức giận, hay là ngài vào trước đi, cảnh sắp tới có thể sẽ hơi máu me. Ừm, thế này mới phải, lát nữa tôi sẽ báo cáo với Vân gia. Hai người không biết sống chết, làm chúng tôi bị mắng suốt, hôm nay tôi phải dạy dỗ các người một trận. Dừng tay, hai kẻ ngốc, các người đang làm gì? Vân gia oan ức quá, là tên này, người bán heo bẩn thỉu không có thiệp mời, còn muốn xông vào nhà, mở to mắt của lũ chó xem kỹ đây, đây là Tần Phong. Anh ta thực sự là Tần Phong. Tần Phong, là tôi không dạy dỗ nô tỳ tốt, làm phiền đến ngài, xin ngài tha thứ, anh thực sự là Tần Phong, mỗi câu tôi nói với cô, đều là sự thật, Vân Trung, những người của ngươi sỉ nhục ta không sao, nhưng họ, không thể sỉ nhục cô ấy. Dạ, cô ấy là, cho tôi giới thiệu lại một lần nữa, Thẩm Ngọc Lộ, cô Thẩm, phu nhân của tôi Tần Phong, phu nhân. Ngươi có ý kiến gì không? Lão nô không dám. Còn không mau xin lỗi, tướng quân và phu nhân. Là tôi mù quáng, chúng tôi không nhận ra người, xin phu nhân tha thứ, chúng tôi không nhận ra người, phu nhân, xin hãy tha mạng. Được rồi, tôi thực sự không giận họ, nhanh chóng bảo họ đứng dậy đi, biến đi, vâng. Thiếu gia, có một việc, cần ngài xử lý cá nhân, nàng và Tống Uy trước tiên vào trong đi. Ừ, được, không ngờ anh ấy thật sự là Tần Nhị gia. Đây là ai vậy, khí chất thật tốt. Đúng vậy, cô ấy đến làm gì, cô ấy làm sao vào được. Thẩm Ngọc Lộ. Đứa chết tiệt này, sao cô có thể ở đây, buổi tiệc này, ban đầu chính là được tổ chức cho tôi, nếu tôi không đến hôm nay, vở kịch của các ngươi làm sao diễn tiếp. Thẩm Ngọc Lộ, cô không lẽ đến vì anh Trương Dũng của tôi chứ, cô biết đây là nơi nào không, đây chính là nhà Tần, buổi tiệc mà cửu công chúa sẽ tới, cô biết không, hôm nay tất cả mọi người ở đây, chỉ cần nhấc tay lên là có thể khiến cô chết, tôi khuyên cô tốt nhất nên thu mình và biến đi ngay, ở đây không có chỗ cho cô, không có chỗ cho tôi. Nếu hôm nay tôi không ngồi xuống, mọi người có mặt ở đây đều phải quỳ, co. Cô có biết hôm nay đến đây là những người nào không? Những người giàu có của cải vô số ngồi dưới cùng. Những quý tộc gia đình có bề thế hàng trăm năm ngồi ở giữa. Những viên chức cao cấp trong triều, lãnh đạo lớn, mới xứng ngồi hàng đầu. Vậy hoàng gia quý tộc, nhánh vàng lá ngọc, công chúa đương triều, nên ngồi ở đâu nhỉ? Thuộc hạ tham kiến công chúa điện hạ, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lũ khốn, Tô đại nhân tới, chiếc ghế dành riêng cho cửu công chúa, cái lũ hạ đẳng ngươi cũng dám chạm mông sao? Đại nhân Tô là vị thanh tra trẻ tuổi nhất của Cang Quốc, tại sao người ấy lại đến nhỉ? Đêm nay, cửu công chúa sẽ trao danh hiệu cho đại nhân Tô, một vinh dự như vậy, làm sao ông ấy có thể không đến? Một học giả và một thanh tra, người phụ nữ này đã xúc phạm cả hai người họ, đúng là không biết sống chết. Đúng vậy. Chào đại nhân Tô. Ca, chính con tiện nhân này đã giả mạo cửu công chúa, còn ngồi lên chiếc ghế của cửu công chúa, làm ô uế buổi tiệc hôm nay. Con tiện nhân này từ đâu đến, dám to gan như vậy. Tô Minh, mày thật là to gan. Tống Uy. Tô Minh, xét vì ngươi có chút tài năng và học thức, ta cho ngươi một cơ hội nữa, hãy nhìn cho kỹ vào, xem ta là ai. Ngươi có gì ăn à, chết mẹ sao nó tự tin thấy bà vậy. Chẳng lẽ cô ta, Thẩm Ngọc Lộ có nhìn 1000 lần thì ngươi vẫn là tiện nhân, bẩn như lợn. Ca không cần nói nhiều với cô ta, ca đã là thanh tra của phủ đốc sát, nhìn cô ta như khoai như sắn luôn đi. Kiều Kiều ngậm miệng lại, đừng để cái con tiện nhân này mê hoặc, cô ta là kẻ ăn bám tôi 3 năm, ngăn cản tình yêu tôi và Kiều Kiều bên nhau,
Là cô ta, 3 năm trước, ngươi ở trong căn lều và mặc đồ, khác gì đứa ăn xin, cơm chó cũng không có mà ăn, mà dám mở miệng, bà đây làm trì hoãn hai người, hay là Tô Kiều Kiều, lúc đó nhìn thấy ngươi, còn mắc ói, vớ va vớ vẩn, rõ ràng là ta xem trọng tài năng của anh Trương Dũng, nếu không phải vì ngươi, anh ấy đã sớm thăng tiến trong nhà họ Tô của chúng ta, một chức vụ nhỏ bé như bộ trưởng bộ hộ, cũng đáng để mang ra khoe à, Tô Kiều Kiều, cô thật sự là không biết trời cao đất dày, ô, chức vụ nhỏ bé như bộ trưởng bộ hộ. Con tiện nhân này, thật là tự cao tự đại, xem thường nhà họ Tô của ta, có phải ngươi cũng xem thường ta, một thanh tra đô sát, to lắm hay sao mà phải xem trọng, hỗn xược, dám nói xấu quan lớn. Có biết đó là tội chết không? Hôm nay đừng nói là, một Tô Minh nhỏ bé, ngay cả bố anh ta đến đây, dám động vào tôi. Cũng là tội chết toàn gia bị tru di tam tộc. Đủ rồi, đủ rồi. Tô Minh, ngươi thật là to gan, ngươi có biết đang đánh là, Tống Uy. Các người đều là lũ ngốc, không phân cao thấp, mở mồm ra là nói yêu dân như con, tuyệt vọng rồi à, muốn khóc à, bị mọi người sỉ nhục, có vẻ rất háo hức nhỉ, nhưng, cố mà nuốt nước mắt vào trong, không thì làm được gì. Ô sao phải nuốt, ca ca ta, là quan thị sát được cửu công chúa phong cho, chồng ta, là tân khoa bảng nhãn được hoàng đế chỉ định, nhà vua, đã ban cho nhà họ Tô nhiều vinh quang như vậy, tất nhiên phải đứng về phía chúng tôi, chưa chọn người ăn cám à, một kẻ tiểu nhân cũng xứng. Người cười cái gì, ta cười lũ ngốc các ngươi. Đến bây giờ vẫn không hiểu tình hình, phải không? Ý ngươi là, một quan thị sát do công chúa phong cho, còn không bằng tiện nhân bán thịt lợn ở làng sao? Ngươi còn không xứng so sánh với ta về địa vị, tiểu yêu tinh. Dám xúc phạm ta cả lò nhà ta, hôm nay không dạy dỗ ngươi, là mất mặt của cửu công chúa, người đâu? Vâng. Tô Minh, đừng trách ta không cảnh báo ngươi, động vào cô ấy, cả nhà họ Tô, ngày mai chỉ có ăn cứt, ta muốn xem, hôm nay dám làm gì ta? Đủ rồi, Thẩm Ngọc Lộ. Ta biết, ta ly hôn với cô là một cú sốc lớn, nhưng đừng thế mà gây rối. Bây giờ cô nhanh chóng quỳ xuống, xin lỗi đại ca và Kiều Kiều, rồi rời khỏi phủ quốc công, đừng ở đây quấy rối bọn ta nữa, bắt ta quỳ. Tô gia, 18 đời tổ tiên cũng không chịu nổi. Hỗn xược. Có lẽ ngươi còn không biết, việc làm thanh tra của đốc sát phủ là gì, quan lại nhìn mặt ta, còn phải cục pha xuống, ai được thăng chức ai bị giáng chức, ta mở miệng là xong, ta muốn ai quỳ thì người đó phải quỳ, ôi oai giữ cả na luôn nha, thế quỳ ngay còn kịp. Đàn bà thối này, không cần quỷ nữa, hãy đến đây, đập gãy chân cô ta đi, ta xem ai dám. Dừng tay. Xin lỗi, ta đến muộn, ta ở cửa ra vào đón công chúa. Không sao, không muộn, tướng quân cuối cùng ngài cũng đến. Nếu ngài không đến, những người này sẽ làm loạn mất. Tống Huy, ngươi vừa rồi làm tốt lắm, vào bảo thái y xem vết thương đi, mọi chuyện ở đây để ta cân cho. Không sao, không đau, dù sao cũng nên đi xử lý vết thương. Được công chúa, vậy tôi đi trước. Hắn vừa gọi cô là công chúa, cô đã trả cho hắn bao nhiêu bạc? Tôi vốn dĩ là, thôi được rồi, tối nay công chúa sẽ đến, hãy cẩn thận đấy. Thế nào, ngươi đã đón được cô ấy rồi à? Tình hình bất ngờ, đợi mòn cả dép mà, không thấy đâu. Nhưng công chúa thường luôn là người khó đoán, ta bảo Tần Vân Trung đợi ngoài kia, nghe nói công chúa thất đến, ăn mặc lồng lộn, kẻ mày đẹp nhỉ, có vẻ cửu công chúa rất có vị trí trong lòng nhỉ. Ngoại trừ đương kim hoàng đế, cửu công chúa là báu vật của nước ta thì phải coi trọng chứ. Mẹ cái tên ba hoa này, Thẩm Ngọc Lộ không mang thiệp mời, ngươi còn dám vào đây gây rối à? Còn dám con bé ca ca của ta, ngươi muốn chết à? Thẩm Ngọc Lộ, ngươi dám bao che cho tên trai bao này ganh ca ca ta à? Khác gì và đôm đốt vào mặt cửu công chúa sau, rồi lát nữa bị sấy khô như mít cũng không biết tại sao, biết điều thì mau quỳ xuống, xin lỗi đại ca và Kiều Kiều, trêu nhau à? Tại nhà họ Tần, ta đánh đứa mỏ hỗ mà phải quỳ xin lỗi à? Không quỳ à, không quỳ thì biết bố tao là ai không? Bố cu là ai? Bố ta cao to đen hôi, phía sau có cửu công chúa chống lưng, mấy con bọ ve ve này, một phát đập chết không kịp ngáp, bố đứa nào dám ra cản? Đến mức này rồi, mà đôi cậu nam nữ này, vẫn ếch ngồi hố xí, thật là không biết điều. Bé cưng. Nàng đừng sợ, tại nhà họ Tần này ta cân tất, sợ, sợ cái gì, muỗi cũng đòi sóng sánh sao, thanh cao như bọ xít vậy, Ngọc Lộ sắp chết rồi, còn hỗn láo. Những người có mặt ở đây, mỗi người một ý, nói tôi chẳng ra gì. Là gì cơ? Là vì nghĩ ta không quyền không thế, nên có thể thoải mái sỉ nhục ta. Các người đều là quan chức lớn trong triều, cùng chống lại một người phụ nữ yếu đuối, nếu truyền ra, không sợ ba đời không ngóc lên được à? Còn muốn quy tội cho ta? Đáng tiếc thay, toan tính của các người đã sai, các người hoàn toàn không đủ tư cách. Hôm nay ta sẽ cho các người xem, a, à, sắp được công chúa phong cho làm thanh tra quân sát, cuối cùng có xứng đáng không? Người đâu lại đây, tát cho vênh mỏ lên, ta muốn xem cái miệng thối này cứng đến mức nào. Tô Minh, ngươi ngầu đấy. Tại tiệc phượng của nhà ta, động đến bé cưng của ta. Ngươi thèm mùi đất rồi à? Người đâu, có,
Thằng nhãi này xưng là người họ Tần, kiếm đầu có dấu ấn Tần Phong, chẳng lẽ là Phong tướng quân? Thôi chết mẹ chúng nó rồi còn đâu, đội quân này đâu có ăn chay mà lớn đâu, nó lại tùng xẻo như dê thì bỏ mẹ, lại tập trung hết ở đây chứ. Cái vớ vẩn gì thế, đóng thế mà thôi. Không lẽ Thẩm Ngọc Lộ này, thằng quỷ sứ này, là Phong tướng quân sao? Các người nói đúng rồi đấy. Làm sao có thể, Thẩm Ngọc Lộ con tiện nhân này, mồm còn hôi sữa, còn dám đứng đây, ngạo mạn vô lễ, vô phương cấp cứu. Tội chồng tội, các cụ gánh gãy lưng, cũng không đỡ được, quả này banh xác, còn thằng Sida này, giả mạo tướng quân Tần Phong, giả mạo. Vậy cứ thử xem, bảo kiếm này trong tay ta, thịt không ít đứa, là thật hay giả thử cái. Đừng, ôi tiểu mao của em, kiếm long sát, có thể chém tướng phản bội, cũng có thể chém quan phản quốc kiếm long sát. Hắn ta, thực sự là Phong tướng quân sao? Ngài ấy 14 tuổi đã nhập ngũ, lập bao chiến công hiển hách, cho tổ quốc chúng ta, thế mà ta dám bảo ngài ấy là Sida, chết nghĩa tôi rồi. Thanh kiếm cùn mà cũng, làm các người sợ à? Hắn ta không phải Tần Phong, nhưng cái anh ta cầm trên tay, thực sự là thanh kiếm huyết long. Thanh kiếm huyết long nào? Ai trong các người, đã từng thấy tướng quân rồi, sao dám nói hắn là tướng quân Tần Phong? Tướng quân đang ở biên giới cả chục năm nay, chỉ về thành một vài lần, gia đình họ Tần, còn chưa ai gặp được, thì sao chúng ta gặp được ngài ấy? Đúng vậy, tôi đã gặp Tần nhị gia. Hắn ta, một kẻ bám váy phụ nữ khuôn mặt baby, thì sao có thể là tướng quân được? Con trai của ông Tô Thị Tô Minh, khi tôi đang ở ngoài chiến trường chống địch, người còn đái dầm bốc cất ăn. Gặp ta, ngươi cũng xứng. Giả bộ, ngươi còn giả bộ, nghe nói ở ngoài, Tần nhị gia và thập công chúa là cặp trời sinh, anh ta bỏ mặc thập công chúa, mà lại lấy kẻ chăn heo còn bị người ta bỏ ư? Trông mặt mày sáng sủa, ngươi ở trong Hồng Lâu, chắc cũng phải top đầu bảng nhỉ. Suy nghĩ kiểu mẹ gì, mà lấy con tiểu tiện bần hà đó, ngươi. Đừng tức giận nữa, cô ta không phải đang khen ngươi sao? Trông đẹp trai, cô ta trả ngươi bao nhiêu? Ta trả gấp đôi, chỉ cần có thể vạch trần cô ta. Quỳ xuống, quỳ xuống và xin lỗi ta, ta sẽ tha mạng cho. Muốn ta quỳ xuống xin lỗi à? Đúng vậy, đập đầu ba phát, vừa quỳ vừa thừa nhận Thẩm Ngọc Lộ là con đỉ hôi, còn đứng đấy làm gì? Làm ngay đi, quỳ xuống. Ôi tiểu baby của em, ôi óc lợn, trước mặt đông người dám ám sát sao? Mới được chính vua chọn trạng nguyên, ngươi coi ta như cục cứt không tồn tại sao? Ối rồi, thanh cha mẹ gì nữa, Thẩm Ngọc Lộ, tên xúc sinh dám đánh cục cưng của bà, ngươi còn dám lên tiếng? Kéo bọn nó xuống, đánh nát ít cho bà. Thằng BD, ngươi thấy gì không? Chúng ta hoàn toàn không cùng đẳng cấp, xem ta ép mỡ ngươi nấu cao. Thằng xúc vật Trương Dũng, chửi ai là thằng Sida BD? Vân gia tới rồi, Vân gia quản lý mọi việc của nhà họ Tần, vị trí cao ngất, người này có phải Tần Phong không? Ngài ấy nên biết chứ. Vân gia, hai người này không có thiệp mời, còn xâm nhập tiệc mừng và gây rối, sỉ nhục quần thần, còn cãi lại ca ca của ta, tội không thể tha, mong Vân gia xử tử họ ngay tại chỗ. Xử tử ngay tại chỗ, Ngọc Lỗi, con tiện nhân này. Ngươi, ta không đánh phụ nữ, nhưng sỉ nhục cục cưng của ta thì phải phập, ngươi, cảm ơn chàng. Đẹp trai khoai to còn ga lăng chứ. Ta thích, ta thích. Quản gia Tần, vì danh dự của nhà Tần, ta gọi ngươi một tiếng là quản gia, nhưng cuối cùng, ngươi không bằng đứa nô lệ. Hôm nay người của nhà Tô ta, vừa bị đánh vừa bị mắng, ngươi vẫn đứng yên như khúc gỗ à? Tô Thiên Ngáo, muốn ta thể hiện thái độ gì? Đương nhiên là thái độ xin lỗi và bồi thường. Hôm nay người của nhà Tô tôi, chịu nhiều uất ức như vậy, chuyện này không thể bỏ qua được. Thẩm Ngọc Lộ, người đàn ông hoang dã của bạn dám đánh tôi. Quản gia Vân, ta ra lệnh cho ngươi, xử tử họ ngay tại chỗ, hành hạ đến chết. Lột da rút gân, hành hạ đến chết. Quản gia nhà Tần, ngươi còn đợi gì nữa, làm nhanh đi. Ngươi có biết tối nay cửu công chúa sẽ ban phong cho ca ca của ta? Nếu vì họ mà làm lỡ việc tốt của ca ca ta, ngươi gánh nổi không? Trung Vân, ngươi nói đúng, ta không chịu đựng nổi, xử lý đi. Vâng, bắt họ lại, lôi xuống bóc da rút gân, hành hạ chết đi sống lại. Đứng yên, ngươi muốn làm gì? Cái này, thả ta ra, xin bái kiến nhị thiếu gia. Bái kiến tướng quân. Ngài ấy là nhị thiếu gia nhà họ Tần. Xong rồi, chúng ta mới bảo ngài ấy BD, Sida. Quả này bố thầy mẹ ơi, sao hắn lại là nhị thiếu gia được? Thẩm Ngọc Lộ, người nhà họ Tần ngươi cũng dám nhúng tay mua chuộc, con xúc vật này. Vân Trung, cô Tô, đây là nhà họ Tần, hãy giữ cái mồm thối cô lại. Vân Trung, ngươi chỉ là một nô tài, cũng dám đánh nguội ta. Dù tôi là nô tài Tô công tử, nhưng tôi mang họ Tần, không phải họ Tô. Đưa cô ta đi. Vâng, bọn mất dạy. 3. Tên nô tài này dám đánh con, ba phải hiếp nó. Con ta là người của cửu công chúa, ai dám động đến nó? Ngươi là Tần Phong, Tô đại nhân có gì chỉ giáo?
Tần Phong, ngươi trẻ tuổi tài giỏi, danh tiếng lừng lẫy, chỉ giáo thì không dám, nhưng con tôi đến nhà ngươi là để gặp cửu công chúa, là để được phong chức là khách quý của nhà họ Tần, mà bị đối xử thế này sao? Ông Tô à, dạy tôi làm việc à. Nếu hôm nay Tô Minh đến để được phong tước, tự nhiên là người quý, nhưng nếu anh ta không được phong tước thì sao? Lời ngươi có ý gì? Nhà ngươi hôm nay không thể trở thành người quý phái được ngưỡng mộ, mà thành tù nhân nhé. Thẩm Ngọc Lô cái miên thối, một kẻ tiện nhân bị bỏ rơi, còn muốn diệt trừ nhà Tô của ta sao? Một nhà Tô nhỏ bé, không cần ta phải làm bẩn tay. Ngươi, Tần nhị gia, ngươi là chủ nhà họ Tần, lập nhiều đại công cho nước Đại Thương, lão phu tôn trọng ngươi vài phần, nhưng ngươi cứ để mặc một người phụ nữ không biết trời cao đất dày, muốn diệt trừ nhà Tô của ta. Quá là kiêu ngạo. Kiêu ngạo à, ta cảm thấy vừa vặn đấy chứ. Tần Phong, đừng quá đáng. Ngươi có công trạng thì cũng phải tôn trọng bệ hạ, nhưng ngươi cần biết, hôm nay, người được cửu công chúa ban phong, là ca ca ta. Sóng sau sâu sóng trước. Ngươi tốt nhất nên biết, mà cục cái đuôi lại, ta có phải chó đâu mà cục đuôi, có gì mà phải ngại. Tần Phong, sắp chết mà còn dám nói lung tung, ta cảnh cáo ngươi, nếu làm cửu công chúa giận, dù ngươi có 10 nhà họ Tần hay 100 nhà họ Tần, muốn diệt họ, chỉ là việc lật tay của ngài ấy. Ba ơi, nói nhiều mỏi mồm lắm, cửu công chúa sắp đến rồi, lót xếp hóng nhà Tần họ, tan cửa nát nhà đi, đừng nói đến đêm nay. Có hết đêm nay, cũng không đợi được ngày đó. Thẩm Ngọc Lộ con chết tiệt, tin ta đập chết cả tổ tông nhà ngươi không? Ngươi, Thẩm Ngọc Lộ ngươi, ngươi dám đánh ta, ôi mẹ tát chó cái gì mà căng. Vợ yêu đừng nóng. Bình sờ tĩnh, Tô Minh, ngươi đang chờ đợi bản cung, ban phong hử, để được thăng quan tiến chức hử, vậy bây giờ bản cung cho bạn cơ hội thể hiện, tại sao lại trốn tránh, là không thích phần thưởng của bản cung sao, ngươi dám tự xưng là bản cung. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhạc phụ. Cô ta chính là, con kỳ tiện ăn bám con 3 năm, cô ta điên rồi, ối hóa ra con lợn đó hả, ngươi thật táo bạo, dám giả mạo cửu công chúa, người đâu, đến đây, đúng, đưa cô ta xuống cho tôi, chém đầu, ta muốn xem ai dám. Tần Phong, con tiện dân này giả mạo cửu công chúa. Bằng chứng rõ ràng, đây là tội chết đáng chém đầu, bảo vệ cô ta ngươi cũng sẽ chết. Yên tâm, đầu rơi xuống đất, chỉ dành cho người nhà họ Tô mà thôi, đừng nói nữa, để ta xử lý. Tần Phong, giao con tiện nhân này cho ta, đừng trách ta không cảnh báo ngươi, gia tộc ngươi so với cửu công chúa xinh đẹp, chẳng là gì cả, còn không giao cô ta ra, là đang xúc phạm công chúa. Tướng quân, tôi ở cùng cô ta lâu như vậy, làm sao tôi không biết, cô ta có tính cách thế nào, rất chi là hư hỏng, yêu thích hư vinh, ngài thực sự muốn vì cô ta mà đắc tội với cửu công chúa sao? Ngươi đừng quá đáng, bảo vệ con tiện dân này là muốn đắc tội với cửu công chúa đấy. Nếu ngươi không sợ chết, cứ thử xem, ta nghĩ những người không sợ chết là ngươi đấy. Thưa ngài, đúng, đúng, cửu công chúa. Có chuyện gì vậy? Sao lại hoảng hốt như vậy? Cửu công chúa đã đến. Cái gì? Tần Phong, giờ cửu công chúa đã đến, nhà họ Tần xong rồi, ta sẽ không để ai đụng tới cọng lông của vợ đâu. Yên tâm đi, người nên sợ, không phải chúng ta. Thẩm Ngọc Lộ, thật sự là không biết hối cải, chết đến nơi rồi còn to mồm, ngươi có biết không, cửu công chúa cô ấy. Chúng thần bái kiến công chúa. Tống Uy, sao lại là ngươi? Tốt lắm Thẩm Ngọc Lộ, ngươi thật sự là liên kết với Tống Uy để lừa chúng ta à? Chuyện này là sao, công chúa đâu rồi? Không phải đã đến sao? Chẳng lẽ Tống Uy này là người đại diện thay công chúa? Cái gì cơ? Anh ta chỉ là chủ quán rượu thôi, anh ta có tư cách gì làm người đại diện của công chúa? Vừa rồi hắn cùng con tiện nhân kia vào, chắc lại hợp tác diễn rồi, lừa chúng ta. Tần Phong, ngươi để mụ đàn bà này mạo danh cửu công chúa, đùa giỡn với triều thần mà vẫn muốn bảo vệ cô ta sao? Ông Tô à, phu nhân của ta không có ý đùa cợt các ngươi, nghe ý của ngươi, hôm nay là lỗi của chúng ta à? Tần Phong đừng quên, hôm nay ta đến nhà ngươi là để nhận phong tước từ cửu công chúa. Muốn ta phong tước cho ngươi, ngươi cũng xứng à? Cửu công chúa ban thánh chỉ, con trai bộ trưởng bộ hộ Tô Minh nhận thánh chỉ. Cha Ngọc Lộ, Tần Phong, hai người thật là gan lớn, không chỉ mạo danh công chúa, còn giả mạo thánh chỉ, thực sự coi chúng ta là ngốc à? Giả thánh, chu di cửu tộc đấy, gặp phải người vợ như thế này, nhà họ Tần lần này xong rồi. Một đám người ngu ngốc giả mạo Tô Minh, các người đang nghi ngờ con dấu hoàng đế này là giả, đúng là có dấu của cửu công chúa mà. Thánh chỉ nói nhà họ Tô có tài mất đức, không kính trên nhường dưới, đàn ông bị cách chức hết, bị lưu đày làm trai bao, làm trai bao ốm yếu thế kia chịu sao nổi, ra đó mấy bà mập nó dập cho như máy, liệu có còn sống nổi không?
Chẳng lẽ cô ta thực sự là cửu công chúa? Thẩm Ngọc Lộ, cô cả gan mạo danh cửu công chúa, làm giả con dấu đúng không? Tất cả đều là giả. Đều là giả mạo, nhà họ Tô ta lên như diều gặp bão, sao có thể dày làm trai bao? Điều này không thể nào. Vậy ngươi xem cái này, có thể điều động tất cả, kho lương, kho vàng, kho vũ khí và quân đội cấm vệ của công chúa, là thật hay giả? Nghe nói, cửu công chúa xuất thần về mọi mặt, được đánh giá cao, dấu ấn của cửu công chúa là do chính tay cô ấy thiết kế, có nhiều sự tinh tế ở đó, không thể giả mạo được, ấy dấu ấn như thấy chính công chúa, các ngươi còn không quỳ xuống. Thẩm Ngọc Lô, thấy dấu ấn như thấy chính công chúa, tại sao ngươi không quỳ? Vậy ngươi đoán xem, tại sao bản cung không quỳ? Chẳng lẽ cô ta thực sự là cửu công chúa? Cái gì? Sư tỷ có chuyện to rồi, ai cho ngươi trốn, người đâu kéo ra lột ra đi. Đừng tiểu thư ơi, em không dám nữa, xin tiểu thư tha cho em. Tiểu thư ơi, sư tỷ yêu quý, vẫn còn tâm trí lột ra người à, nhà họ Tần xảy ra chuyện lớn, họ Tần có Tần Phong chống lưng, có thể xảy ra chuyện gì? Sư tỷ có nhớ Tần Phong, mời tỷ tham dự, tiệc đón gió phải không? Trễ rồi, người ta ấy, đã sớm dẫn theo phu nhân cùng tham dự. Cái gì? Không thể nào, Thẩm Ngọc Lô, chỉ là con tiện dân bán heo. Làm sao có thể là cửu công chúa? Vậy ta chẳng phải là phò mã sao? Làm phò ấy, Trương Dũng, bây giờ ngươi là phu quân Kiều Kiều, thì chuẩn bị làm phò thôi, ăn uống cho đầy đủ mà phục vụ đi. Không không không, Ngọc Lộ, ta biết mình sai rồi, cho ta một cơ hội nữa được không? Nàng vẫn yêu ta mà, phải không? Ngọc Lộ, vợ là cửu công chúa sao? Ta lừa chàng, đệ tốt của ta. Cô ta đương nhiên là đang lừa ngươi, cô ta không phải là cửu công chúa. Đại thiếu gia Tần, đại thiếu gia nhà họ Tần, lẽ nào ngài ấy đã gặp cửu công chúa rồi? Ta suốt năm yếu ớt, không có vinh dự, gặp qua cửu công chúa, nhưng người phụ nữ này, chắc chắn không phải là cửu công chúa. Đại ca, sao ca lại nói như vậy? Đệ à, đệ không biết chuyện ở tiền điện, ông nội đã nhận được chỉ dụ của cửu công chúa, cô ấy nói rằng bữa tiệc chào đón của nhà ta, cô ấy đã nhận tấm lòng, nhưng có việc khẩn cấp ở cung, cô ấy muốn trở về để gặp hoàng thượng, nên không đến nữa. Ta gửi chỉ dụ này. Bao giờ thế nhỉ, thần sẽ điều tra ngay. Thẩm Ngọc Lộ, cô đã nghe thấy không, cửu công chúa thực sự không hề đến nhà Tần, lần này cô chết chắc rồi. Đại thiếu gia, cửu công chúa có nói sẽ thăng chức cho ca của tôi không? Công chúa nói cô ấy đã ban chỉ, nhà họ Tô chỉ cần chờ nhận chỉ là được. Hóa ra chỉ dụ vừa rồi là thật, nhà họ Tô thực sự bị mang đi làm phò rồi. Không, điều này không thể, Ngọc Lộ, con tiện nhân này giả mạo cửu công chúa, làm sao có thể phát ra chỉ dụ thật, điều này hoàn toàn không thể. Đủ rồi, các vị, dù Ngọc Lộ có phải là cửu công chúa hay không, thì vẫn là cô vợ phúc hậu của ta, cũng là chủ nhân nhà họ Tần, các ngươi nên tôn trọng cô ấy tương ứng. Ngọc Lộ, cửu công chúa có đến hay không? Ở đây ta cần tất cả bảo vệ nàng, phu quân lại không tin em à? Lăn đùng dẫy đành đạch dỗi giờ, ngươi điên rồi à? Ngọc Lộ, là kẻ giả mạo cửu công chúa, mà còn đòi tôn trọng ư? Ô kia bạn yêu, lưu đầy cả dòng họ rồi, mà còn gâu gâu gì nữa vậy? Người đâu? Vâng, mang cả gia tộc họ Tô đi đê. Ồn ào, dừng tay, Tần Phong, chuyện hôn nhân này đệ không thể một mình tự quyết được, hơn nữa đệ tìm một người thế này, một người bị ruồng bỏ, thì mặt mũi nhà ta để đi đâu? Chui hố nào đây, đại ca? Sao ca có thể nói vậy? Hơn nữa, chỉ dụ của cửu công chúa thì người của công chúa dẫn đi, đệ xen vào làm gì? Cửu công chúa này lúc tăng phong lúc lại lưu đày, thực sự là kỳ quặc, cứ quan sát trước đã. Đại ca, tại họ nói xấu vợ bé bỏng đệ đấy. Được rồi, đủ rồi, một người như cô ấy không thể vào nhà họ Tần, càng không thể trở thành vợ đệ. Đại ca, đừng nói nữa, chuyện của đệ, đệ tự quyết, đệ không cưới cửu công chúa được, ai bảo đệ cưới cửu công chúa? Cửu công chúa là phượng hoàng trên trời, đệ có muốn cũng chẳng được. Đúng, đệ từ nhỏ đã có hôn ước với nhị tiểu thư nhà họ Lục mà quên rồi à? Lục Vân Tịch càng không thể, cô ta từ nhỏ đã kiêu ngạo ngang ngược, lúc nào cũng áp bức người khác, đệ đã sớm không ưa cô ấy. Ta nói đệ sao lại nóng lòng muốn kết hôn vậy? Hóa ra là để tránh né việc liên hôn. Mối liên hệ giữa hai nhà Tần và Lục không thể đứt, việc hôn nhân không phải do đệ quyết định. Đại ca, đệ gọi huynh là đại ca, là tôn trọng huynh, nhưng huynh không chủ việc này được, người cầm quyền trong nhà là dệ, Tân Phong này, đệ. Tốt lắm, đệ, không nghe lời ta phải không? Vậy ta chỉ có thể mời tổ phụ ra tay, Tần Vinh Quyền. Đừng lo lắng, vợ của Tần Phong là giả, là giả. Đúng, chính là giả, để tránh né hôn ước với chị ta, bỏ tiền ra thuê một người đã ly dị, giả vờ làm vợ hả? Quá buồn cười, việc của ta quyết, vợ ông đây chỉ có một,
Đừng nói là Lục Vân Tịch, cho dù là cửu công chúa đến, Thẩm Ngọc Lộ vẫn là vợ ta. Được đấy, chồng này không tồi. Tự giới thiệu một chút, ta là Lục Hữu Vị, Lục Tam thiếu gia của nhà Lục. Tần Phong là phu quân của nhị tỷ nhà ta. Bây giờ tôi cho cô một cơ hội, lập tức quỳ xuống đập đầu xin lỗi. Nếu không cô sẽ chết chắc. Ta là cô gái này, là người được thuê thôi à? Thật là không biết sống chết, tiền nào cũng dám kiếm. Đúng vậy, Lục Hữu Vị, Lục Tam thiếu gia, không chọc vào được đâu. Ý của hắn ta, Lục Vân Tịch, đứng đầu của bốn phủ quốc công lớn của Đại Thương quốc. Cô ấy có thể kế thừa tước vị, không đơn giản đâu. Ở quốc gia này, ngoại trừ cửu công chúa, không ai có quyền lực to lớn hơn cô ấy. Cô ta mới là người đáng sợ nhất. Hóa ra là nhà Lục, cũng là một trong bốn phủ quốc công lớn của quốc gia. Liệu có mạnh hơn nhà Tần không nhỉ? Bốn phủ quốc công này a hát, đều là công thần của đại quốc chúng ta. Nhà Lục này có dòng máu Man Di, hành vi và phong cách cực kỳ tàn bạo. Người trong kinh thành đều nói, thà rằng đắc tội với nhà Tần, cũng không nên đắc tội với nhà Lục. Nghe nói nhị tiểu thư lòng dạ độc ác, đặt mục tiêu bằng mọi giá. Bây giờ có vẻ như Tần Phong cũng chịu, Thẩm Ngọc Lộ không còn sự bảo vệ của Tần Phong, tôi xem cô chết thế nào. Nhà Tần này à, gia tộc trăm năm, có bề dày truyền thống, cuối cùng vẫn không bằng những người có dòng máu Man Di như nhà Lục, theo phong cách tàn bạo. Bây giờ thì Lục Vân Tiêu thích Tần Phong. Thật đáng tiếc, không ngờ sức mạnh của nhà Lục lại đáng sợ như vậy. Bây giờ Ngọc Lộ giả mạo làm phu nhân nhà Tần, đắc tội với Lục Vân Tiêu, không phải chết chắc rồi sao? Chết thì tốt, cô ta xứng đáng chết. Dám giả làm vợ chồng giả với Tần Phong, cô ta cũng xứng. Kẻ cậy người mạnh, tôi tự hỏi sao tướng quân Tần lại cưới cô ta làm vợ chứ? Cô ta còn tưởng mình dựa vào nhà Tần sẽ biến thành phượng hoàng sao? Không ngờ Tần Phong chỉ dùng cô ta làm bia đỡ đạn mà thôi. Bây giờ tốt rồi, đã đắc tội với cô Lục, hối hận cũng đã muộn. Bảo ta quỳ xuống, cô cũng không xứng. Hóa ra cô gái này vẫn chưa biết thực lực của nhà chúng tôi. Tôi khuyên cô đừng thách thức nhà Lu, cứ ngoan ngoãn quỳ xuống. Chỉ quỳ xuống thôi sao đủ, cô nên quỳ xuống liếm giày cho ngài ấy. Đúng là bọn quáng gà, đã ngu còn tai điếc không sợ chết. Nếu hôm nay ta không quỳ, các người có thể làm gì ta? Làm sao? Ta muốn cô chết, dừng tay. Hỗn láo. Dừng tay, hỗn láo, Ngọc Lộ là vợ ta, ngươi đừng có quá đáng, đừng vì một con tiện nhân mà đánh mất danh tiếng của mình bao lâu nay. Một kẻ tiện chân chăn lợn còn bị ruồng bỏ. Ta đã chọn nàng ấy, không tin cũng phải tin. Tần Phong, trên đời ngoại trừ cửu công chúa thì chỉ có nhị tỷ ta mới xứng với ngươi. Ngươi lại vì kẻ mập lú này mà chống lại cả họ Lục. Công tử nói quá lời rồi, nhà Tần và nhà Lục luôn luôn thân thiện, có nhiều giao hảo, làm sao có thể vì một người ngoài mà sinh ra hiềm khích. Tiện nhân nghe chưa, Tần Phong trong mắt người thường khác gì vị thần, nhưng trong giới quý tộc chỉ là một quân cờ trong liên hôn. Ngươi đừng có nghĩ bám đít thì sẽ một bước lên trời. Ta chính là trời thì cần gì phải lên trời? Ta không nghe nhầm chứ? Một kẻ bán lợn nói mình là trời, hay muốn hồn bay lên trời thì có dám nói trước mặt ta nói sằng bậy. Ta cho ngươi ba hơi thở để lập tức quỳ xuống, chán cái bọn này vãi, vợ cứ ở yên. Hôm nay ta đứng đây xem đứa nào dám bắt vợ ta. Quỳ xuống, Tần Phong, đệ bảo đệ cưới Lục Vân Tịch. Không thể, muốn cưới thì huynh cứ đi cưới đi. Đệ, rượu ngọt không uống lại uống rượu gậy à? Con tiện nhân, đừng tưởng có Tần Phong bảo vệ, ta không thể làm gì ngươi. Ta nghĩ, người uống rượu gậy, rượu roi là ngươi đấy. Tần Phong, đệ làm gì thế? Thả hắn ta ra đi, nhanh lên. Huynh sợ nhà Lục, nhưng đệ thì không, trong cả Đại Thương quốc, chưa có ai dám động vào ta, con tiện nhân này. Lục Hữu Vị, nếu ngươi còn dám lên tiếng với phu nhân của ta, ta sẽ cho ngươi nấu cao. Nuôi lợn vợ ta, ngươi có thể làm gì ta? Làm gì ta được chứ? Người đâu? Vâng, mang hắn ra ngoài cho ta, tôi xem ai dám. Tần Phong, ngươi giúp người ngoài, hại người nhà à? Điều này không được đâu. Tiểu thư nhà Lục, Lục Vân Tịch tới rồi, xem con tiện dân kia thoát đi đâu. Tỷ cuối cùng tỷ cũng đến, hắn vì con tiện dân này thậm chí đã nói với ta, dám gọi tên chồng tương lai bà à, miệng chỉ để nhai phân à, ăn người này đi. Dạ, đưa hắn về cho ta. Tần Phong, ngươi là chồng ta, không giúp người nhà lại giúp người ngoài, ngươi khiến ta thất vọng lắm. Lục Vân Tịch, đừng thấy anh đẹp trai mà sờ, ta nói cho ngươi biết, đẹp trai nhưng không dễ dãi. Đừng thấy làn da em bé của ta mà muốn lai giống nhé. Ối rồi, người mà bà đây đã chọn, đã thế hai bên còn có hôn ước. Phía bề trên, anh chạy bằng rời, ta đã kết hôn rồi. Tần Phong, anh cho rằng mọi người đều là kẻ ngốc sao? Thật là không biết xấu hổ. Ê con ngốc, tôi biết Tần Phong trả tiền cho cô diễn kịch, tôi trả gấp 10 lần. Miễn là cô bây giờ ngay lập tức rời khỏi anh ấy, tôi sẽ thưởng cho cô. Bà đây khá là hào phóng, tiền ta không thiếu, thiếu mỗi người gây giống. Chỉ cần cô bây giờ ngay lập tức quỳ xuống xin lỗi, để Tần Phong thấy cô là kẻ vô dụng vô năng, tôi sẽ thưởng cho cô vàng vạn lượng. Nhà họ Lục này thật sự rất giàu có, vài trăm nghìn lượng vàng, cứ nói là cho thì cho, người bình thường cả đời cũng không kiếm được bấy nhiêu tiền. Không chỉ không đắc tội với họ Lục, còn có thể nhận được vàng. Nếu là tôi cũng chọn vàng. Tướng quân Tần giả vờ cầu hôn, tưởng lừa được ải này,
để không phải kết hôn với cô Lục. Nhưng cô Lục đâu phải vừa, chỉ sau cửu công chúa, thì bóp chết cô ta, khác gì bóp kiến, trừ khi cửu công chúa tự mình đến. Tôi thấy tướng quân này, là muốn cưới bằng được, cô gái chăn lợn này, Thẩm Ngọc Lộ. Xét thấy cô làm nô tỳ hầu hạ, như bò cho ta hơn 3 năm, nên khuyên cầm tiền mà cút đi, cô Lục là người, cô không thể đắc tội. Thẩm Ngọc Lộ, cô không nghĩ là, tướng quân cưới cô, là vì yêu đấy chứ. Hoang đường, anh ta yêu ai, cũng không thể yêu cô, con chăn lợn thối, cô Lục đã bỏ qua cho cô, nên biết điều và chấp nhận, kẻ khôn ngoan là kẻ chạy đi, chọn đường mà chạy, nhị tiểu thư của phủ Lục Quốc Công, Lục Vân Tiêu phải không, đúng là đồ nghèo rớt, đã nghèo còn ra rẻ, thích thể hiện, vừa rồi tự nói mình rất giỏi, kết quả chỉ lấy ra, vài chục vạn lượng vàng, muỗi đốt nhà giàu à, nhưng chỉ bấy nhiêu vàng, đối với tôi, vẫn không phải là vấn đề, Ngọc Lộ. Cô thật sự gan hầm mật gấu. Trong cả nước Đại Cang, mà dám dùng tiền sóng xanh với ta, và còn nữa. Chúng tôi vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau lắm, cô từ đâu tới, thì cứ lăn về chỗ đó đi. Vợ mình chất thế nhỉ, không bán mình vì tiền, chắc sau cũng không tịch thu quỹ đâu nhỉ. Ngọc Lộ này, lai lịch không đơn giản nhỉ, tam loạn, cô một kẻ hạ đẳng, dám nói chuyện với ta như thế. Cô thực sự nghĩ, là phu nhân của Tần Phong về mặt danh nghĩa, mà tôi không dám động vào sao. Lục Vân Tịch lần này thực sự tức giận rồi, Ngọc Lộ cô xong đời rồi. Lục Vân Tịch, Ngọc Lộ là phu nhân của tôi không cho phép cô nói như vậy, cô có thể làm gì tôi chứ, làm ầm ĩ thế này có ý nghĩa gì? Tổ phụ, Quốc Công Tần. Tổ phụ, nhị đệ tự ý lấy vợ, là cô béo này. Cô Lục nên biết, nhà ta hôm nay, mở tiệc chào đón này, là dành cho cửu công chúa, cô làm ầm ĩ ở đây, nếu khiến cô ấy tức giận, có thể làm hại cả hai nhà đấy, công chúa tất nhiên quý giá. Cô Lục, hy vọng cô có thể nể mặt ta, không làm ầm ĩ nữa, nể mặt ông già, tôi có thể không hành động. Nhưng, tôi muốn mọi người phải tâm phục khẩu phục, người phụ nữ này, không phải nói cô ấy rất giàu sao, vậy hôm nay tôi sẽ cho cô ấy xem, sự chênh lệch giữa người hạ đẳng và quý tộc thế nào. Nhân tiện cũng để cho nhà họ Tần của các người tự hào. Tặng quà. Đức Công Công vừa hồi phục sau bệnh nặng, tôi xin tặng bạch sâm trăm năm, có công năng kéo dài tuổi thọ, giá trị không thể đo đếm, chúc ngài sống lâu trăm tuổi, phúc bằng biển đông, sâm giá trị không thể đo đếm này, nói tặng là tặng luôn, sâm này hơn trăm năm, thực sự là vô giá. Cô Lục đã rất tâm lý, còn nữa, nghe nói Đức Công Công tụng kinh và niệm Phật, ta đặc biệt tặng tượng Quan Âm do thầy thợ Lư Bân tạo ra. Loại băng này từ sâu thẳm Đông Hải, là thứ hiếm có trên thế gian, giá trị không thể ước lượng. Tượng Quan Âm này thật sự là tác phẩm của Lư Bân, Lư Bân nổi tiếng với tài năng thần kỳ, tác phẩm truyền thế này đã được cung điện thu nhận. Chúng ta có thể ngắm nhìn một, thực sự là may mắn ba đời, quả thật là một vinh dự lớn. Cô Lục vẫn nhớ sở thích của lão gia, thật sự là hiếm có. Quốc công đại nhân, ngài là ông nội của Tần Phong, vậy cũng là ông nội của ta, những việc này đều là nên làm, món quà tặng không ra gì, nhưng nịnh bợ thì ngọt xớt, thực sự không ra gì. Con tiện nhân này sao biết giá trị của những món này được, có tiền cũng không mua được, cô thật là gan lớn, dám nói mấy món này, không ra gì, chẳng lẽ, cô có thể tặng quà, tốt hơn thế này sao? Chỉ cần thêm nửa khắc nữa, cô sẽ thấy, sự chênh lệch giữa chúng ta, sẽ khiến cô chui đất mà nằm, cứ giả vờ tiếp đi. Xem diễn tới đâu, tôi không giả vờ, sự chênh lệch, thực sự, cô cũng nên nhìn rõ ràng, thực sự, cô cũng nên nhìn rõ ràng, khoảng cách giữa cô và tôi, món quà thứ ba này, là khu vườn số 1 của Điện Thủy Sơn ở Kinh Thành. Điện Lang Nha. Chẳng lẽ, là Điện Lang Nha không xa núi Vạn Tuế, chẳng lẽ trên đời này, còn có Điện Lang Nha thứ hai sao? Điện Lang Nha này được 300.000 công nhân, mất 5 năm để xây dựng, mức độ xa hoa, có thể sánh với lâu kim lộ bên cạnh, món quà thứ hai của cô Lục, thật là khủng khiếp, nhà tôi tặng là Điện Lang Nha. Giá trị không thể được đo lường bằng vàng hay vật tục nào. Mọi người đều biết đỉnh núi Vạn Tuế là dinh thự của cửu công chúa, Điện Lang Nha và dinh thự của cửu công chúa ngay cạnh là một trong những dinh thự hàng đầu. Tôi tặng món quà này cho nhà Tần chắc chắn sẽ sống thọ và hạnh phúc, sức khỏe của quốc công cũng sẽ ngày càng tốt, dinh thự tốt, phúc lộc trường tồn, chẳng qua là vì không mua nổi, lâu kim lộ trên núi Vạn Tuế, chỉ biết khoe khoang thôi à. Thẩm Ngọc Lộ, cung Lăng Vũ mà tiểu thư Lục tặng, cũng gần núi Vạn Tuế, cô biết núi Vạn Tuế là nơi nào không? Khu vườn sau của hoàng gia. Cô còn không chạm được vào, một viên đá trên núi Vạn Tuế, có tư cách gì ở đây mà la hét, tiểu thư Lục, cung Lăng Vũ cô tặng, thật sự giống Kim Lộc Các, ở chân núi Vạn Tuế. Tại sao cô ấy có vẻ biết, cung Lăng Vũ này, không gần núi Vạn Tuế, mỗi một góc khuê các trên núi Vạn Tuế, đều là của tôi làm sao không biết bên cạnh núi Vạn Tuế, có cung Lăng Vũ nào khác. Ngọc Lộ Lộ, một con tiện nhân, dám khoe núi Vạn Tuế là của mình, đó là tài sản của nhà vua, tiểu thư Lục, đây là cô thừa nhận, cung Lăng Vũ cô tặng. Không ở núi Vạn Tuế rồi. Đừng cố đặt bẫy tôi thừa nhận, cung Lăng Dạ và Nghìn Tuế Sơn, có một khoảng cách nhất định, nhưng Nghìn Tuế Sơn là tài sản của hoàng tộc, Kim Lộc Các, cũng là dinh thự riêng của công chúa, cô nói Nghìn Tuế Sơn là của cô. Cô điên rồi, cái gì, quà của cô Lục tặng,
Thực sự không phải nhìn Tuế Sơn, dinh thự dưới chân núi, chắc không có gì quan trọng nhỉ. Trên nhìn Tuế Sơn, mỗi một đình, lầu các, bao gồm cả Kim Lộc Các, đều do tôi thiết kế. Vợ đừng chém gió nữa, lát ta kiếm đâu ra mà gánh đây, tiếc không khoác lác. Ba món quà lớn từ Kim Lộc Các, đang trên đường tới đây, những món quà của cô thật sự không ấn tượng. Vậy thì, món quà thứ tư tôi tặng, là liên quan đến cửu công chúa. Liệu, cô Lục này và cửu công chúa, có quan hệ gì không nhỉ? Nhà họ Lục nội tình thâm hậu lắm, Lục lão quốc công, là người được hoàng đế yêu thích, có khi cô Lục và công chúa, là bạn thân cũng nên. Lục Vân Tịch, ngươi còn không đủ tư cách gặp mặt ta, kiêu ngạo và ngu dốt. Ngọc Lộ, ngươi sắp không còn cười được nữa đâu. Ở bối của cửu công chúa này, trông có vẻ khá đặc biệt. Cửu công chúa 3 tuổi biết viết, 5 tuổi biết võ, mọi thể loại văn chương đều nắm bắt dễ dàng. Có lẽ này là thể chữ cỏ của công chúa, đây thực sự là thứ tôi vẽ bừa trên giấy khi 3 tuổi. Đây là món quà cửu công chúa tặng tôi vào sinh nhật 3 tuổi của cô ấy, trên đó có 4 chữ phúc bằng biển đông, cô Lục và công chúa. Có vẻ rất thân thiết nhỉ, có được chữ tặng của công chúa, cô Lục thực sự không phải người thường, so với cô Lục Ngọc Lộ, khác gì phân và vàng đâu. Hôm nay tôi sẽ tặng món quà lớn này dành tặng cho quốc công lão Tần. Đây cũng là lòng thành của gia đình tôi với nhà họ Tần. Trong việc liên hôn, nếu quốc công lão Tần đồng ý, hôn sự của tôi và Tần Phong, những thứ này sẽ là quà đính hôn. Ông nội, thứ này không thể nhận, cháu đã kết hôn với Thẩm Ngọc Lộ rồi, không thể cưới cô ấy được, có vẻ như nhà họ Lục và nhà họ Tần liên hôn, khó mà thành rồi. Chỉ gửi những thứ này để xoa dịu quốc công lão Tần, những thứ cô Lục tặng có giá trị vô cùng. Đặc biệt là bức tranh của cửu công chúa, Lục Vân Tiêu, tôi không nhớ mình đã viết từ khi còn nhỏ, phúc như Đông Hải 4 chữ này, tặng cho cô đâu, Thẩm Ngọc Lộ, chưa thấy quan tài chưa chịu nằm đúng không, còn giả vờ, Thẩm Ngọc Lộ cô có ý gì? Ý của tôi là, rác rưởi nên ở đúng chỗ của nó trong đống rác. Thay vì xuất hiện như thế này, làm mất mặt tôi, cô thế mà đã, xé bức bích họa của cửu công chúa. Ăn gan hùm mặt gấu à? Dám xé bức bích họa của cửu công chúa, đứa điên, đó là vật vô giá, còn thể hiện thiếu tôn trọng công chúa, cô tối nay khó thoát được, chẳng qua chỉ là một tờ giấy mà thôi, đã xé thì xé rồi, cô dám xé bức họa đó, tôi băm trả cô, Ngọc Lộ, cẩn thận. Tần Phong, con điên này nó đắc tội công chúa, anh còn bảo vệ cô ta. Cái này, Tần Phong là người của bà, dám đụng vào chồng bà cho mày chết. Bản cung không quen biết cô, chưa bao giờ tặng quà, đừng có ảo tưởng sức mạnh. Tần Phong tay chàng. Không sao ta. Bản cung nói cho biết. Nếu muốn thể hiện sự chân thành, thì đừng có mà hống hách, mang cái gì giá trị nhân văn vào. Mấy thứ rác rưởi, những thứ này, Ngọc Lộ cô không lầm chứ. Mỗi thứ trong số này, cô nuôi cả làng heo, cũng không mua nổi. Đồ của tôi, chỉ cần dò dỉ một chút ra ngoài, cũng đủ nghiền nát những thứ này. Trời ui, vợ đừng chém nữa. Chém tơi bời thế này ta thu xếp sao? Trời ơi, người ta có chém đâu. Đồ của thiếp sắp tới rồi. Một kẻ bán heo thôi mà dám nói. Tiền nát tiểu thư Lục, cô coi những quan viên quý tộc ở đây đã chết rồi sao? Tôi đếm đến 5, các người sẽ biết tôi có đang khoác lác không? 5. Ngọc Lộ, những món quà tiểu thư Lục gửi, khoảng cách này, đếm hết đời cũng không bị kịp. Nghe thấy chưa? Người như cô, kẻ bần hàn, run rế mà cũng sóng sánh với đại gia. Cô Lục cô nói đúng. Tôi thực sự không thể so sánh với cô. Phải, đáng lẽ cô nên biết mình là ai. Nhanh chóng cút đi, Tần Phong à, người phụ nữ này và cháu không thuộc cùng một tầng lớp. Đừng ngu muội nữa, đừng nói thêm nữa. Tổ phụ con, quốc công đại nhân hiểu lầm rồi. Tôi nói là tôi không thể so sánh với Lục Vân Tịch ấy là vì tôi không mặt dày như cô ta. Mang đến những thứ như thế này, muốn làm cho nhà Tần quốc công phải biết ơn cô ta. Cái gì, Ngọc Lộ, cô dám nói thứ tôi tặng là rác rưởi, tôi có nói sai đâu. Vừa rồi làm to chuyện lắm. Kết quả những thứ này cộng lại, chẳng qua chỉ là vài trăm vạn lượng vàng, vẫn luôn miệng, nói nhà Lục là gia tộc trăm năm, vàng 1 triệu lượng, đối với người bình thường, có thể coi là giá trị khổng lồ, nhưng, đối với tôi, đó chỉ là rác rưởi, còn không xứng cho lợn ăn. Ngọc Lộ vô lễ quá rồi. Vợ bình sờ tĩnh, cô điên rồi à, dám lật đồ quà của cô Lục, con điên này, lấy đâu ra tự tin vậy, đúng vậy, một số người không ăn được nho. Thì bảo nho chua, bản thân chỉ là kẻ nuôi lợn nghèo, khinh thường, những món quà vàng 1 triệu lượng này, cô có khả năng, thì mang ra thứ gì đó tốt hơn đi, để chúng tôi mở rộng tầm mắt, tôi đã đếm tới, một đâu mà quà tới, vội cái gì, Ngọc Lộ, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta biết, ta đã cắm sừng cô, khiến cô cay cú, nhưng dù cô làm gì, cũng đừng hỏng khiến tôi ngừng cắm sừng cô cao như núi, dài như sông rồi, Trương Dũng, ngươi còn không bằng con lợn ta nuôi, có tin ta thịt mang đi bán cho chó ăn không?
Thẩm Ngọc Lộ, những gì cô làm là đang tìm cái chết banh xác đấy. Thật là gan to như ngỗng, dám đập vỡ quà của tôi sẽ giết cô. Lục Vân Tiêu, tôi đã nói, đừng có ai đụng vào vợ ông. Lục Vân Tiêu, những thứ rác rưởi cô tặng, còn muốn Tần Phong cưới cô, mơ đi. Được, cứ nói mãi rằng quà tôi là rác rưởi. Vậy tôi sẽ đợi quà mừng của cô gửi đến, nếu không sánh kịp tôi sẽ giết cô. Chân Đan nên đến rồi chứ nhỉ? Tôi đã nói trước đây, tài sản của tôi chỉ cần lộ ra một chút là có thể áp đảo các người. Đệ à, đệ ơi, con đàn bà này có địa vị thấp kém, mặt còn dày. Chờ một chút, không phải là 1 triệu lượng vàng sao? Tôi sẽ bồi thường cho những gì cô ấy làm hỏng. Cháu ơi, làm như vậy sẽ chọc giận họ Lục không? Ông nội, cô ấy là người cháu đưa vào, cháu sẽ chịu trách nhiệm cho những rắc rối cô ấy gây ra. Nhặt được quả trồng chất lượng rồi, anh sẽ bồi thường bằng gì? Cô ấy không chỉ làm hỏng bảo vật của cửu công chúa, mà còn làm vỡ tác phẩm xuất sắc của thầy Lubin. Cần gì chồng tôi ra tay, tôi sẽ bồi thường cho cô. Bằng cách nào? Không phải đã nói đếm đến 1 sao? Vội gì nhỉ, đã đếm xong đâu. Cô chẳng qua chỉ hoãn thời gian, còn đứng đó làm gì? Đánh gãy chân cô ta. Vâng, đại nhân, Chân Đan đã đến. Đây không phải là tổng chỉ huy cấm quân Chân Đan sao? Là người hoàng thượng yêu quý. 4 gia tộc lớn trước mặt anh ta như ruồi muỗi vây quanh vậy. Sâm núi hoang dã nghìn năm, tận hai củ à, Lỗ Ban chính tay điêu khắc một bức cá chép đỏ chơi nước. Đây là tác phẩm tự hào nhất của Lỗ Ban sao? Cái này so với cái Lục tiểu thư tặng ít nhất cũng đắt hơn 10 lần. Dưới chân núi Vạn Tuế, Kim Lộc Các, thật sự là Kim Lộc Các à? Không phải nói đó là cung điện riêng của cửu công chúa sao? Một bức tranh mực của công chúa. 8 chữ này tôi biết, chữ viết đẹp, ra tay cũng quá hào phóng. Đây không phải là tặng quà, đây là muốn nâng nhà Tần lên trời. Đây chẳng lẽ thật sự là cái mà Thẩm Ngọc Lộ gửi đó sao? Cái này quá hào phóng rồi. Thẩm Ngọc Lộ không phải là nuôi lợn sao? Không quyền không thế lại còn bị từ hôn. Đúng vậy, nếu cô ấy tính là nghèo, vậy chúng ta tính là cái gì? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sao Ngọc Lộ có thể tặng ra những món quà quý giá như vậy? Kiều Kiều ơi, người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Chưa nói đến những món quà, cô ta có thể chỉ huy được tướng Đan luôn, làm sao tôi biết được? Hay chắc chắn là cô ta và Chân Đan đã ngủ với nhau, vì vậy mới bị cô ta kêu đến làm mặt mũi. Ngọc Lộ, cô dám cám dỗ Chân Đan, tìm cái chết à? Tôi không có ý khác, cô giàu như vậy mà không bao giờ nói với tôi, thì ra chỉ lừa tôi à? Trương Dũng, tôi chưa bao giờ lừa dối ngươi. Tôi muốn nói sự thật với ngươi, kể cả những món quà này cũng là chuẩn bị cho ngươi, chỉ tiếc là ngươi không tin. Đúng vậy, là cái gì? Điều này không thể nào. Mọi người đừng bị cô ta lừa, chỉ là kẻ bán lợn, làm sao cô ấy có thể tặng được đồ thuộc về công chúa? Đây, lão quốc công Tần, những món quà này đều là công chúa tặng cho ngài. Tướng Giàn quá khiêm tốn rồi, tấm lòng của cửu công chúa tôi đã nhận. Ngoài ra, cửu công chúa đã đến tuổi kết hôn, hoàng đế đang lo lắng quyết định chọn lựa chồng cho công chúa. Đây là thiệp mời đến tiệc của phò mã, cũng là hoàng đế nhờ tôi trực tiếp trao cho tướng quân Tần. Cái gì thế này? Tiệc phò mã? Phụ hoàng đang muốn làm gì? Tiệc phò mã? Tôi không tin người phụ nữ này thực sự có thể tặng những món quà quý giá như vậy. Tướng Đan, những món quà này là công chúa tặng, không phải người phụ nữ này tặng, phải không? Đúng không? Im đi, công chúa, là điều mà ngươi muốn đoán à? Quản lý Đan, tôi chỉ muốn biết công chúa tối nay có đến nhà Tần hay không. Mang theo thiệp tiễn rể, những thứ mất mặt này đến thì đừng phanh phui ta, làm như ta ế chổng mông lên vậy. Công chúa ý là không muốn tiết lộ danh tính à? Tôi hiểu rồi. Lịch trình của công chúa cũng là cái cô được phép hỏi sao? Quản lý Đan, ngài vừa nói công chúa sẽ chọn chàng rể từ những chàng trai tài năng, tôi phù hợp không? Thằng ngu, đừng vô lễ, mau lui xuống. Tướng Đan, xin hãy yên tâm, lão phu chắc chắn sẽ cho Tần Phong tham dự đúng giờ, nhưng những món quà này quá quý giá, ta không thể nhận được. Gừng càng già càng cay, tất cả những món đồ này cộng lại không quý bằng thiệp mời đâu, chẳng qua chỉ là một cái thiệp mời dự yến của phò mã thôi mà, có gì quý giá đâu, đi cũng không chắc có thể trở thành phò mã đâu. Cậu biết cái gì chứ? Ái độ của tướng Đan, khả năng tướng Tần Phong được chọn rồi, thế thì đợi ngài trở thành phò mã, họ Tần sẽ lên một tầng cao mới. Họ Tần là một trong 4 gia tộc lớn nhất của Đại Thương Quốc, đã đóng góp rất nhiều cho Đại Thương Quốc. Quà của công chúa dù quý giá hay không đều là tấm lòng của công chúa. Tướng Đan khen ngợi quá rồi. Tấm lòng của công chúa, lão già này hiểu rõ, hiểu rõ, giờ quà đã được gửi, tôi xin phép cáo lui, xin mời. Công chúa, tôi còn phải đón một người, tôi xin phép rút lui trước. Công chúa, xin hãy chờ thêm một chút, tướng Đan chắc chắn sẽ sớm đến tìm ngài. Đợi, ta đã đợi cả ngày rồi, vẫn không thấy đến, liệu coi trọng công chúa như tôi không?
Có khi quên mẹ rồi. Công chúa xin hãy bình tĩnh. Hoàng thượng đã tìm được ngài, phong ngài làm công chúa. Ngài chính là công chúa thứ 10 của Đại Thương Quốc. Không ai dám không coi trọng ngài. Thập công chúa, tôi quay lại Đại Thương Quốc, không phải để trở thành một công chúa thứ 10 vô danh. Mẫu thân từng nói, ở Đại Thương Quốc này, người được tôn trọng nhất là cửu công chúa. Tôi nghĩ, cô ta chỉ là một kẻ nhút nhát xấu xí, chưa bao giờ lộ mặt trước mọi người. Thật đáng tiếc, lãng phí một danh tiếng tốt đẹp như vậy, cũng là công chúa. Tôi trẻ đẹp như vậy, làm sao có thể thua cô ấy? Cô còn điều gì muốn nói không? Những món quà quý giá này, thực sự không liên quan gì đến cô cả. Cô không phải là cửu công chúa, ý cô là gì? Quốc công đại nhân, tướng Đan, vừa rồi chẳng thèm nhìn, Ngọc Lộ lấy một cái, còn nhấn mạnh là đến thay cửu công chúa tặng quà, chứ có biết Ngọc Lộ là ai đâu. Hóa ra là vậy, Ngọc Lộ và tướng quân Tần đã kết hôn, nếu cô ấy là cửu công chúa, vậy tại sao tướng Đan lại gửi thiếp mời yến tiệc phỏ mã đến tướng quân? Ngọc Lộ loại phụ nữ như vậy, làm việc nhà, giặt giũ cho Trường Dũng, làm hạ nhân suốt 3 năm, cô ta là người như thế nào? Tôi rõ nhất, làm sao cô ta có thể biết? Tướng Đan, người quyền quý như vậy, Ngọc Lộ, tôi suýt nữa bị cô lừa. Cô không chỉ giả mạo làm công chúa, còn mạo nhận quà của tướng Đan, muốn tìm cái chết à? Những kẻ quáng gà, tướng Đan là người thế nào? Ngay cả nhà Tần cũng cung kính. Ngươi, người phụ nữ này, dám mạo nhận quà của tướng Đan, ác gì tự sát? Hóa ra là vậy, thứ giả tạo, ta suýt nữa thì bị ngươi lừa. Ê cô, dù những thứ này không phải do tôi tặng, cũng đủ để chứng minh những thứ ngươi chuẩn bị không ra gì. Và tôi và Tần Phong là vợ chồng, đã không thể thay đổi được nữa. Cưng chiều như vậy mà, sắp chết mà vẫn giả vờ mạnh mẽ. Rõ ràng cửu công chúa đã thích Tần Phong. Ngươi nói nếu công chúa biết ngươi đã cướp đi người đàn ông của cô ấy sẽ thế nào nhỉ? Cô ấy sẽ làm gì đây? Là ai? Dám cướp người đàn ông của tôi, là ai vậy? To gan, gặp công chúa mà không quỳ xuống. Cô ấy thực sự là cửu công chúa sao? Huy chương vàng hoàng gia. Ngài là cửu công chúa, cô nói cô là cửu công chúa hả? Mẹ tôi nói công chúa dù xấu nhưng rất thông minh và được người dân yêu mến. Thật đáng tiếc xấu xí như quái vật. Giờ tôi đã trở lại, tất cả sự ngưỡng mộ và yêu mến mà cô nhận được sẽ thuộc về tôi, giờ đây tất cả là của tôi. Ngọc Lộ, cô điên rồi sao? Đó là chỗ ngồi chuẩn bị cho cửu công chúa, cô cũng dám tranh giành? Ca à, để cô ta tranh giành, kẻ này không biết trời cao đất dày, làm giận cửu công chúa, sau này không biết chết thế nào. Tần Phong, tìm ở đâu ra người phụ nữ không biết trời cao đất dày này? Mau kéo cô ta xuống. Ngọc Lộ, nếu cô là cửu công chúa, vậy tôi là ai? Tôi quan tâm bạn là cô chứ, dám tranh giành vị trí của tôi. Các người, còn không nhanh chóng đuổi cô ta ra ngoài, tôi xem ai dám. Kẻ hạ đẳng như ngươi, có bản lĩnh lớn nhỉ? Ở Đại Thương Quốc mọi người đều bình đẳng, làm sao có chuyện kẻ trên người dưới, mọi người bình đẳng. Chỉ là câu nói dành cho những kẻ hạ đẳng như ngươi thôi. Nhưng nhìn khuôn mặt tuấn tú của ngươi, thân hình vạm vỡ, theo ta có thể giúp ngươi, cho ngươi biết mùi vị của kẻ bề thế, ngươi thấy sao, thế nào? Ta đã nghe nói, dù cửu công chúa có tài năng thiên bẩm, nhưng cách hành xử lại trái với lẽ thường, nhìn xem, có vẻ như đúng là cô ấy. Cửu công chúa, ta rất biết ơn vì những món quà ngươi đã gửi cho tổ tiên của ta, nhưng mà, ta không thể chấp nhận yêu cầu vô lý của ngươi, đừng vội từ chối như vậy. Ai dám chạm vào ta, ngươi muốn chết à? Kẻ cả gan, dám đẩy công chúa của ta. Cửu công chúa, đây là Ngọc Lộ, cô ta đã cướp đi người đàn ông của ngài, người này, Tần Phong, đã phụ lòng ngài, đặc biệt phái tướng Đan gửi thiệp mời cho anh ta. Tướng Đan đã đến, tướng Đan vừa mới rời đi. Cửu công chúa, trước khi tướng Đan đi, không nói là cô sẽ đến nhà họ Tần, nếu có bất kỳ sơ suất nào, hy vọng cô có thể tha thứ. Tướng Đan này thật là, tôi đã vượt qua hàng ngàn dặm từ Đại Kim Quốc đến đây, lại để tôi ngồi đợi mòn mỏi cả ngày, bản thân lại chạy đến nhà họ Tần để giúp người khác. Cửu công chúa ư, chẳng qua chỉ là một kẻ xấu xí không dám lộ mặt mà thôi, làm sao sánh được với vẻ đẹp tiên nữ của ta. Tôi nghĩ vinh quang hôm nay nên thuộc về tôi. Cửu công chúa, cô đã bảo tướng Đan đến đây gửi quà, đã quên sao? Tần Phong, ngươi đang nghi ngờ danh tính của công chúa sao? Công chúa chỉ là hứng thú nhất thời, bảo tướng Đan gửi cho mấy thứ đồ chơi nhỏ, cũng thật coi mình ra gì. Trương Dũng, là cái gì khiến ngươi tin chắc như vậy rằng người phụ nữ này cửu công chúa? Thẩm Ngọc Lộ, đừng tưởng vớ được Tần Phong mà có thể nghi ngờ ta, cô ta không phải cửu công chúa, chẳng lẽ cô là? To gan dám nghi ngờ danh tính của công chúa ta, mở to mắt ra mà xem, đây rốt cuộc là cái gì? Đích thực là bảo bối hoàng gia, chỉ có dòng máu hoàng gia mới có. Cửu công chúa cứ yên tâm, nếu có ai nghi ngờ ngài, nhà họ Tần chúng tôi quyết không để yên, nhà họ Lục cũng vậy, nhà họ Tô và Đồng cũng thế. Mắt của ngươi đã sáng ra chưa? Bảo bối hoàng gia quả thật hiếm thấy, nhưng điều này cũng không chứng minh ngươi chính là cửu công chúa.
Nhưng khuôn mặt này, tôi chưa bao giờ thấy trong cung. Tôi muốn xem cô ta mạo danh tôi, cuối cùng muốn làm gì? Thẩm Ngọc Lộ, người nghèo như cô biết cái gì? Đây là huy chương vàng hoàng gia, chỉ có hoàng tử và công chúa mới có. Hoàng tử và công chúa của Đại Xương quốc hiện tại chỉ có 9 người. Điều này không chứng minh được. Công chúa thứ 9 là ai sao? Không phải là huy chương hoàng gia sao? Tôi cũng có. Cô ấy cũng có huy chương hoàng gia, vậy có phải cũng chứng minh tôi là cửu công chúa không? Làm sao cô có huy chương vàng hoàng gia? Chết tiệt, người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Không thể nào, làm sao cô có thể có huy chương vàng? Cô chỉ là người nuôi lợn, không, chắc chắn là giả mạo. Mọi người đừng quên, cô ta luôn mạo danh cửu công chúa, huy chương vàng chắc chắn là giả. Không sai, đúng vậy, huy chương vàng hoàng gia này, dù quý giá, nhưng nếu muốn làm giả, cũng rất dễ dàng. Tần Phong, người phụ nữ này, cư xử thiếu tôn trọng cửu công chúa, còn ngang ngược trước mặt công chúa, ngay lập tức bắt cô ta lại. Ông nội, đây là vợ của cháu chịu thôi, nhà có nóc rồi. Vợ, Tần Phong, ý ngươi là, ngay cả khi công chúa thích ngươi, ngươi cũng sẽ từ chối, vì con tiện nhân này, đúng không, cửu công chúa, con tiện nhân này, chỉ là một kẻ không biết xấu hổ, cô ta còn quyến rũ chồng tôi, cửu công chúa, tôi tin, tướng quân chỉ là tạm thời bị mê hoặc, khi anh ta tỉnh táo lại, chắc chắn sẽ quay về đúng đường, một khi đã nhận ra, cửu công chúa, hôn nhân là chuyện của hai người, cần phải có tình cảm lẫn nhau, tôi đã có người trong lòng rồi, không thể thay đổi nữa. Tần Phong, chàng ngầu đét, đời này để thiếp lo. Ngọc Lộ, mày tốt lắm, cửu công chúa ngay trước mắt cũng dám tán tỉnh đàn ông của cô ấy, trước mặt ta sẽ giáo huấn mày thay công chúa. Công chúa, xin hãy tha lỗi, tôi đến muộn mất rồi. Không muộn, việc ta bảo ngươi điều tra ra sao rồi? Bẩm công chúa, tôi đã tìm ra, người nào đây dám làm tổn thương người của công chúa, có tin tôi lột da ngươi không? Cô ta làm sao lại ở đây? Sao vậy, hai người quen nhau à? Công chúa đã lâu không ở cung, có thứ không biết, người kia là con gái riêng của hoàng đế bị lưu lạc, sinh ra từ một vũ nữ Tây vực, mới được triệu hồi từ Đại Kim quốc về gần đây, thái tử đã phái tướng Đan đi đón nàng. Nhưng người phụ nữ này thật sự không chịu yên phận, cô ta đã không yên phận như thế nào? Cô ta đã quyết tâm đến dự tiệc này để khoe khoang, nên đã giả mạo công chúa để gửi thư thăm dò đến nhà họ Tần, phát hiện không ai quan tâm, cô ta mới mặt dày mày dạn xông vào và tỏ ra uy quyền của công chúa. Hóa ra là vậy, hai người đang nói chuyện gì thế, Đông Y? Vụ gì à, thưa tướng quân, tôi đi thực hiện nhiệm vụ do công chúa sắp xếp. Cô ta làm gì với công chúa thế? Muốn xem một màn kịch không? Màn kịch gì? Nàng lại có trò gì? Định chơi lớn gì đây? Con lợn, đó là đồ công chúa, cô không được phép sờ bậy. Cái cục này có gì mà không sờ? Vậy nếu tôi làm thế này thì sao? Công chúa, tôi bắt được rồi, không hề hấn gì cả, vẫn là ngươi hiểu chuyện có ích gì, ngu dốt phá hoại, cuối cùng, chỉ là công cốc mà thôi, Ngọc Lộ. Đừng tưởng trưởng dũng đỡ được, mà tội của cô thoát, sẽ có thể được tha thứ, Ngọc Lộ, phải không? Dám ném bảo bối hoàng gia, ta sẽ khiến cô chết tươi đành đạch. Ố vậy thể hiện đê bạn ê, chết thử trước ta xem. Trời ơi, vợ cứ bình tĩnh. Cô ta là cửu công chúa, tính vừa bẩn vừa xấu, ta cũng không đỡ nổi đâu. Ai nói với chàng, cửu công chúa không tốt, mà là cực kỳ tốt luôn. Ngọc Lộ, chết đến nơi rồi còn không biết, ta đã kêu người gọi tướng Đan, chờ ngài ấy đến, xem cô còn giả bộ thế nào. Tướng Đan à, có chuyện gì, sợ hãi rồi sao? Trong mắt các người, chân Đan là một tay che trời sao? Nhưng trong mắt ta này, chỉ là một con chó, làm việc cho phụ hoàng của ta mà thôi, chín phần trống không? Người đang nói về, tổng chỉ huy chân Đan. Đương nhiên rồi, không phải bất kỳ con mèo con chó nào cũng xứng đáng để công chúa này nhớ tên của họ. Cửu công chúa, tôi tin cô, vừa rồi tướng Đan đã đến, chưa từng nhìn cô ấy một cái. Thế à, vậy lát nữa sẽ có trò hay để xem, có vẻ như cô ta thực sự chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Giết cô ta, xem như lần đầu ta ra uy, khi quay trở về Đại Xương quốc, không tồi. Thế nào, bây giờ muốn chạy trốn à? Muộn rồi, đợi khi tướng Đan đến, dù ngươi là phu nhân của Tần Phong, cũng phải trả giá, vì đã xúc phạm công chúa, bỏ trốn, còn chưa đến mức đó, và lại chờ chân Đan đến, ai phải bỏ trốn còn chưa chắc, Tần Phong, không chọn cửu công chúa, lại chọn một con riêng, đúng là ngu hết phần lợn, công chúa, ta theo cô ủng hộ cô bảo ta ăn cứt uống phân, ngủ chuồng bỏ ăn rau lợn, ta cũng sẽ làm, đúng vậy cửu công chúa. Có thể, phục hồi chức vụ, của ca ca tôi được không, thu hồi quyết định lưu đày gia đình tô, cái gì cái người xấu xí kia, lại đưa ra quyết định như vậy, may mà tôi biết được, nếu không thì lộ ra mất. Vậy thì tùy vào màn trình diễn của ngươi, Tần Phong, tình cảm của anh dành cho ta có thể cảm nhận được, cửu công chúa. Tiệc là do nhà ta tổ chức, nhưng chuyện gì ra chuyện đó, đừng nói điều sằng bậy,
Nếu để người ta hiểu lầm thì, ngươi, kẻ hạ đẳng như cô ta, làm sao xứng đáng với ngươi? Ta ra lệnh ngươi phải bỏ cô ta ngay, nếu ta không làm thì sao? Tần Phong, đừng tỏ ra ngạo mạn, rượu ngon không uống lại muốn uống rượu độc à? Công chúa, làm sao lại ở đây? Tướng Đan, tướng quân. Công chúa, tại sao ngài không ở đó đợi ta? Lần đầu đến thành đô, làm sao lại không có vệ sĩ đi theo? Nếu có chuyện gì thì tôi phải giải thích sao với bệ hạ? Tướng Đan xác nhận, lần này chắc chắn không sai. Tướng Đan, cô ấy thật sự là công chúa, cửu công chúa, có thể sau này mọi người là gia đình, quen biết trước từ bây giờ cũng tốt. Tướng Đan, tôi đã kết hôn rồi. Không sao cả, tướng Đan, không chỉ Tần Phong nghi ngờ danh tính công chúa, lại nhiều lần xúc phạm cô ấy. Ồ, chúng ta đều là một gia đình mà, Tần Phong vì con tiện nhân kia, nhiều lần xúc phạm công chúa, không giữ gìn danh dự công chúa, làm sao xứng đáng với công chúa, anh ta lại còn đưa phụ nữ khác, đến tham gia tiệc, chẳng lẽ gia đình ngươi, không muốn đặt chân tại Đại Thương Quốc nữa sao, chẳng lẽ ngươi, muốn bị Đại Thương Quốc loại bỏ sao? Trần Đan, nói to như vậy, ngươi đang hét vào mặt ai thế? Cửu công chúa, tôi tưởng rằng Tần Phong phản bội cô, có phụ nữ khác, như tên Trương Dũng, nên tôi hơi nhạy cảm. Một chút xíu xìu xiu, tướng Đan, phò mã tương lai, không giống như tên tiểu nhân kia đâu, công chúa của chúng ta rất thích anh ấy. Đừng nói linh tinh nữa, im miệng đi. Cửu công chúa cô biết tất cả rồi sao? Tất nhiên là biết, nhưng cô ta là con riêng, không giữ mình một chút, lại còn đến đây làm mất mặt, dám đè đầu cưỡi cổ ta. Để tôi lật tẩy cô ta. Không cần, tôi muốn xem cô ta còn có thể làm trò gì nữa. Ngọc Lộ, cô thì thầm với tướng Đan, về cái gì vậy, đang quyến rũ tướng Đan ư? Tướng Đan, tôi đã hiểu rõ sự việc, nếu đây là một sự hiểu lầm thì chúng ta hãy kết thúc sự việc ở đây. Không phải hiểu lầm, kẻ nghèo khó này dùng bàn tay bẩn thỉu đẩy tôi, còn làm rơi huy chương của tôi. Ta ra lệnh cho ngươi cắt tay cô ta ngay, sau đó treo cô ta lên tường thành để xử tử, để người dân thành đô xem hậu quả của việc xúc phạm người của hoàng gia. Công chúa, đã không còn sớm nữa, chúng ta trở về thôi. Được thôi, tướng Đan, ngươi dám bảo vệ cô ta thì ra có khi nào, ngươi mà người phụ nữ này có gì đó đấu giếm đúng không, đang qua lại với cô ta sao? Phải không, công chúa, không thể nói bừa được, ngươi đang cảm thấy tội lỗi phải không? Chắc chắn là có qua lại. Công chúa, không thể nói bừa được, làm sao chúng ta có thể. Tướng Đan và Ngọc Lộ không cùng đẳng cấp, dù có cố gắng quyến rũ, tướng Đan cũng không để vào mắt. Công chúa có lẽ đã hiểu lầm, tướng Đan, Ngọc Lộ chỉ là con nhà quê, sao cô ta xứng đáng với tướng Đan chứ? Các người im đi. Trần Đan, ngươi dám lớn tiếng với ta, ta sẽ phải báo cáo với phụ hoàng ngay. Đi đi, kể luôn câu chuyện cô là con ngoài giá thú tỉ mỉ cho ngài ấy. Tiện nhân, ngươi. Công chúa, ngài vào cung để kiến hoàng thượng, có thể dẫn ta theo không? Tôi nữa. Công chúa, đừng quên thân phận thực sự của ngài, đi thôi. Trần Đan, vở kịch hay chưa kết thúc, ngài đi đâu vậy? Để cô ta nhìn kỹ, cô ta không tha cho tôi cơ mà. Con tiện nhân, ta là công chúa, có hàng ngàn hàng vạn cách để làm cho cô chết. Công chúa, ngài có thể nói ít lại được không? Cô dám đánh tướng Đan? Vợ ơi, bình sở tĩnh, đánh thế đau tay ta thương. Ngọc Lộ gan to như ngan pháp, dám đánh công chúa, cô ta xong đời rồi. Xong, tôi nghĩ cô ấy sắp xong đời. Tôi ra lệnh cho cháu bỏ đứa bé này đi, dám đánh công chúa, điều này sẽ làm toàn bộ gia đình chúng ta diệt tộc đấy. Ông nội xin lỗi, cháu không thể tuân lệnh, đây là vợ cháu. Tướng Đan, tôi ra lệnh cho ngươi chém đầu cô ta đi. Không, ta muốn ngươi chặt đứt bốn chi của cô ấy. Công chúa, xin cô đừng nói nữa. Trần Đan, để cô ta nói, tôi muốn xem cô ta, người giả mạo cửu công chúa, có thể nói ra những lời độc ác nào. Độc ác ư, đây chỉ là màn khởi đầu. Nếu cô còn dám chọc giận tôi sẽ biến cô thành người heo, khiến cô bốc mùi như phô mai. Hoàng thượng đi tuần Tây Vực vì vẫn còn một số tình cảm với bà ta, nên mới cố tình tìm cô ta về đây, xem như tròn trách nhiệm, nhiều lần nhắc nhở ta phải đưa cô ấy về cung. Chỉ là nếu cô ta cứ tiếp tục như vậy, thái tử, hoàng hậu nhất định để cô ta chết. Công chúa, đừng nói nữa. Phụ hoàng chắc chắn đang đợi, nhìn đứa con gái ngoài giá thú này, tưởng được cung triều nên hóa ra ngu, không trân trọng. Đừng lo, cô ta sẽ ngoan ngoãn theo ngươi về cung để gặp hoàng thượng. Cảm ơn cửu công chúa đã khoan dung. Cảm ơn tôi làm gì, người chết tự nhiên sẽ ngoan. Mọi người đều biết đấu đá hoàng cung đáng sợ thế nào, chỉ có quyền lực mới là vĩnh cửu. Cô ta thực sự nghĩ rằng dựa vào một chút sủng ái có thể không coi mẫu hậu của tôi, hoàng tử anh trai và quyền uy của tôi ra gì sao? Xin công chúa bình tĩnh, đừng tức giận hại sức khỏe. Cửu công chúa nói không sai, chỉ có quyền lực mới là vĩnh cửu. Cô ta chỉ là con gái của một vũ nữ, cũng dám thách thức quyền uy của cửu công chúa. Như ngựa bắt ve sầu, cô ta chết chắc. Các bạn đang nói chuyện gì vậy?
Không nói gì cả, tướng Đan, tôi ra lệnh cho ngươi. Ta đếm đến 10, nếu không xử tử cô ta, tôi sẽ trở về báo với phụ hoàng, và sẽ khiến ngươi mất chức. Công chúa, xin hãy bình tĩnh, cô ấy không phải là người mà cô có thể. Sao phải đếm đến 10? Tôi đếm 5, là đủ rồi, tôi cá là cô sẽ quỳ xuống, và xin tôi tha thứ. Ẩm Ngọc Lộ, Tần Phong, chàng có tin ta không? Vợ hổ báo thế, không tin liệu ổn không? Nhưng nàng khiến cô ta quỳ, trong cả Đại Cang Quốc. Ngay cả hoàng đế cũng khó, chàng tin ta là đủ, đừng lo. Tiện nhân ngươi thật to gan, dám đe dọa cửu công chúa. Công chúa, tôi sẽ giáo huấn cô ta thay cho ngài. Ca ca. Đệ, đệ dám chống lại cửu công chúa, và còn hành hung người khác, đệ điên rồi sao, Tần Phong. Ngươi thấy phải có trách nhiệm nên, mới ủng hộ cô ta sao? Tôi ra lệnh cho ngươi ngay lập tức ly hôn cô ta. Và ở bên ta, em yêu, có vẻ như hôm nay cô, lại bị bỏ rơi nữa rồi. Trương Dũng, ngươi nghĩ mọi người đều giống ngươi à? Ghét nghèo thích giàu, nhặt được mèo đánh mất dưa hấu sao? Ngọc Lộ. Đã mù con ngu dốt, hôm nay mọi người ở đây, đều là những người có danh tiếng ở Kinh Thành, là nhân vật quan trọng, họ đều sẽ phục tùng cửu công chúa, cung kính như mẹ. Ai dám từ chối chứ? Vậy chúng ta hãy xem cuối cùng Tần Phong, sẽ chọn ai? Cửu công chúa, cô không đáng sợ bằng vợ tôi đâu. Bảo tôi bỏ vợ, cô bị điên à, nghe chưa, nghe người ta nói gì chưa? Mắt mù thì tai chắc không biết chứ. Ngọc Lộ, Tần Phong, các người, Tần Phong, ngươi thật là không biết điều, uổng phí tâm tư cửu công chúa. Công chúa, họ Tần không đáng nhận được sủng ái, chỉ có gia đình tô của chúng tôi mới thực sự trung thành và chân thành với ngài. Đúng vậy cửu công chúa, Tần Phong bị Ngọc Lộ dẫn dụ, không tôn trọng hoàng gia, làm phật lòng công chúa. Công chúa ngài nhất định phải ra lệnh, trừ diệt chín họ của họ. Tần Phong mơ mộng, gia đình Tần sắp xong đời, dám từ chối công chúa. Nếu cô ấy tức giận, cả kinh thành cũng không chịu nổi. Tần Phong, tại sao phải cứng rắn trong chuyện này? Nếu không phải nhờ gia đình Tần giúp đỡ, tôi chỉ là một gã hàng rong chân đất, quá đáng tiếc cho tướng quân mà. Tần Phong, người đã thấy chưa? Chỉ cần tôi gọi một tiếng, thế giới này sẽ có người sẵn lòng phục tùng ta, tức là trong số họ không có chồng ta. Đáng tiếc thay, nhưng những người đó không có chồng ta. Tần Phong, Ngọc Lộ, ngươi tự hào cái gì vậy? Nếu không có Tần Phong, cả đời này của ngươi có lẽ cũng không đủ tư cách gặp mặt ta. Kẻ hạ đẳng như ngươi, việc trừng phạt ngươi ta còn thấy bẩn tay mình, nhưng mà họ Tần đối xử với công chúa vậy là không có ý không kính trọng cô. Mọi chuyện đều do tôi quyết định, đúng hay không tôi tự có phán đoán. Tần Phong, đợi ta loại bỏ họ Tần khỏi thành đô, sau đó sẽ nghiền nát ngươi, lúc đó ngươi sẽ quỳ xuống cầu xin ta. Thật ư? Vậy cứ thử xem, ngươi muốn vì con tiện nhân này mà kéo cả gia đình Tần xuống sao? Nhị đệ, ta ra lệnh cho cháu ngay lập tức xử tử người đàn bà này, nếu không ta sẽ tự tay làm. Lập tức xử tử con đàn bà này, nếu không ta sẽ tự mình làm. Hôm nay ta muốn các người biết những kẻ chống đối ta sẽ có kết cục như thế nào. Dù là nhà Tần cũng chém, gia tộc Lục tại Kinh Thành nguyện theo ý công chúa chém giết gia tộc Tần, gia tộc Đồng tại thành Trường Châu muốn cùng công chúa chém giết gia tộc Tần, gia tộc Lâm tại thành Trường Châu muốn cùng công chúa chém giết gia tộc Tần, gia tộc Diệp tại thành Trường Châu muốn cùng công chúa chém giết gia tộc Tần. Quan Vương, ứng quân, sau khi gia tộc Tần sụp đổ, tôi sẽ bảo vệ gia đình ngài khỏi cảnh đói rét để đền đáp ân tình của ngày xưa. Gia tộc Vương tại Trường Châu muốn cùng công chúa chặt đầu nhà Tần. Cửu công chúa người nương tay, còn không mau quỳ xuống. Ta là đại tướng quân, đã chiến đấu cho quốc gia hơn 10 năm, quỳ trời quỳ đất quỳ anh em đã khuất, nhưng ta tuyệt đối không quỳ cô và cả các ngươi. Ai cũng đã từng nhận ân huệ của nhà Tần, mà bây giờ lại quay lưng chém giết. Tần Phong, lúc làm mất mặt ta, sao chưa nghĩ có ngày hôm nay? Cô Lục, chỉ là một kẻ hèn nhát, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, lại tiểu nhân, không đáng một xu. Ngọc Lộ, nhà Tần sắp sụp đổ, còn dám nói lớn, sóng sau xô sóng trước, nhà Tần chiếm giữ thành đô, bấy lâu nay, đã đến lúc nhường chỗ, rồi. Tần Phong, kinh thành như chiến trường. Chỉ nói về lợi ích, tốt. Thật là chỉ vì lợi ích, Tần Phong, đã hối hận vì từ chối ta chưa? Công chúa Tần Phong không hiểu chuyện. Lão phu xin cô cho một cơ hội nữa, cửu công chúa. Càng ngày càng kiêu ngạo, cậy quyền thế, tôi thấy lựa chọn mình không sai. Thì sao có thể cúi đầu nhận sai, lựa chọn này vẫn đúng đắn, thật đáng tiếc, con đường của ngươi. Công chúa, cô miệng lưỡi luôn nói giết nhà họ Tần, để tạo uy danh, vậy tôi muốn, cô định cắt đứt nhà Tần như thế nào, cùng với các người, nhà Lục, nhà Tô, nhà Dung, nhà Vương. Các ngươi, định cắt đứt đường lui của nhà Tần như thế nào? Ngọc Lộ, điều này cô không cần phải lo, uy thế của hoàng gia không thể thách thức, chỉ cần tôi nhéo một cái, có thể khiến nhà Tần biến thành tro bụi. Vậy cô định nhéo như thế nào? Sao cô dám? Dám tấn công công chúa, chuẩn bị nhận lấy cái chết đi. Có chuyện gì thế?
Tướng Đan, ngài nhầm gì sao? Ngọc Lộ con yêu tinh, con chó thì nên sủa thôi. Miệng này có phải nghiêng người đâu. Không cần mở to mắt nữa. Trần Đan, ngươi dám lén lút và cấu kết với Ngọc Lộ, ta là cửu công chúa được mọi người kính trọng. Cô nói cô là ai? Ta là cửu công chúa. Ta hỏi bạn lần nữa. Cô là ai? Ta là cửu công chúa. Là ai? Ta là Hoa Mai. Thế không phải là cửu công chúa à? Ta là kẻ mạo danh. Cái gì? Đây là kẻ mạo danh. Cái gì? Ngươi không phải cửu công chúa. Ngươi thật táo bạo, dám mạo danh cửu công chúa. Ngọc Lộ con tiện dân kia, thực sự đã đoán đúng. Vậy ai là cửu công chúa đây? Ngọc Lộ. Ngọc Lộ là cửu công chúa? Không thể nào, cô ta chỉ là một kẻ bán lợn, làm sao có thể là công chúa? Ngọc Lộ, mặc dù ta không phải công chúa, nhưng ta cũng mang dòng máu hoàng gia. Mọi người, nghe ta nói, Ngọc Lộ một kẻ vô danh tiểu tốt này, tuyệt đối không thể là cửu công chúa. Mọi người, Ngọc Lộ lúc đầu cứ chết điếng đeo bám, theo đuổi tôi 3 năm, làm sao cô ấy có thể là cửu công chúa? Không thể nào, nếu đã như vậy, Ngọc Lộ dám chống lại công chúa, vẫn là tội chết, gia đình Tần muốn bảo vệ cô ấy, cũng sẽ xong đời, thật sự là không thể chạm vào quyền uy hoàng gia. Tướng quân Tần còn không hiểu sao, thật sự là đáng tiếc, Tần Phong ngươi có nghe thấy không? Ngay cả khi ta không phải là cửu công chúa, ngươi cũng sẽ quỳ xuống mà xin lỗi ta. Công chúa bệ hạ, công chúa tối nay giả mạo cửu công chúa, gây rối tại gia đình ta, sau khi gây rối xin mời trở về. Sau khi gây rối xin mời trở về. Cái gì ông già, ngươi biết ta là ai không? Ta biết cô là công chúa, nhưng không phải công chúa nào, cũng là cửu công chúa. Hôm nay cô đã làm lễ đón phượng của ta, trở nên hỗn loạn mù mịt, lão phu có thể khách khí, mời cô rời đi, chỉ vì xem trong, cô là công chúa. Không phải tất cả công chúa đều là chủ, danh tính của cửu công chúa là cao quý nhất, cô đây tái sinh 800 lần, cũng không bằng, tướng quân Tần đã cống hiến cả đời cho đại thương quốc. Thực sự, gặp hoàng tử công chúa, cũng không cần hành lễ, nhưng công chúa này lại nói toàn lời thô tục, ngôn từ không lễ phép. Các người thật là gan lớn, biết không, phạm tội với ta là hậu quả gì, tin không tôi chỉ cần gọi một cái, có thể khiến các người, cô muốn nói chỉ cần vẫy vẫy tay, có thể khiến mọi người biến thành tro bụi, chỉ tiếc cô không phải cửu công chúa, cô không thể làm được, nếu cô là cửu công chúa, chúng tôi cũng kính trọng. Công chúa, xin mời trở về. Dù ta không phải cửu công chúa, ta cũng quý hơn con tiện nhân này, phải không, Hoa Mai? 3 ngày sau là bữa tiệc của hoàng tử đó. Sự tự tin này của cô, phải giữ vững đến lúc đó. Bữa tiệc của hoàng tử, bạn biết bữa tiệc của hoàng tử như thế nào? Cô rốt cuộc là ai? Ta là ai? Đoán xem. Công chúa, người mới vào cung không lâu, nhiều việc bạn vẫn chưa hiểu. Hãy giữ thấp giọng một chút, xin hãy theo tôi về. Hoàng thượng có nhiều con, nhưng chỉ có mình cửu công chúa được sủng ái. Sự sủng ái này là duy nhất, sự sủng ái này không thể thách thức. Ngọc Lộ, cô thực sự là ai? Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta đi thôi. Cô ấy thực sự là công chúa thứ 9. Không thể nào, mẹ ta đã nói, cô ấy luôn ẩn mình. Cô ấy chắc chắn là xấu và béo. Không thể nào cô ấy là cửu công chúa. Đông y, ta giao nó cho ngươi. Sau này phải chăm sóc nó thật tốt, dẫn nó đi dạo nhiều hơn, nói chuyện với nó nhiều hơn, phải quan tâm nó nhiều hơn, biết không? Biết biết, cửu công chúa, ngài định công bố danh tính và về cung sao? Đúng, sau vài ngày, ta sẽ ở tiệc phỏ mã, công bố danh tính của mình với Tần Phong, ta còn muốn đưa anh ấy về cung, chào hỏi cha mẹ và hoàng tử, chào hỏi cha mẹ và hoàng tử. Ai đó? Tại sao lại bắt cóc tôi? Thẩm Ngọc Lộ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thẩm Ngọc Lộ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tô Kiều Kiều, không ngờ tai chó của cô thật sự rất nhạy bén. Tô Kiều Kiều, cô bắt cóc ta làm gì? Giữa tôi và cô có hận thù gì lớn lao đến thế không? Cha và ca của ta đều bị Lưu Đày làm trai bao. Để không bị Lưu Đày, Trương Dũng cũng đã bỏ ta mà kiếm con mới. Cô đã cướp tất cả của ta, cô còn hỏi chúng ta có hận thù gì sâu đậm không? Khuôn mặt của ta cũng bị Hoa Mai làm hỏng. Vậy nên, tất cả là lỗi của cô, việc gia đình cô bị Lưu Đày là do họ kiêu ngạo và coi thường người khác, không kính trọng hoàng gia. Khuôn mặt của cô bị Hoa Mai hủy hoại thì liên quan gì tới ta? Nếu không phải vì ngươi phá đám chúng ta, không chịu từ bỏ còn dựa vào tướng quân Tần, còn đi dự tiệc đón công chúa, mọi chuyện này đều sẽ không xảy ra. Ta vẫn sẽ là bà chúa được mọi người kính trọng, có chồng đạt được danh hiệu Trạng Nguyên, ca ca ta cũng là một thanh tra của đốc sát phủ.
Tô Kiều Kiều, mọi thứ của Trương Dũng đều do ta cho, từ khi cô cướp anh ấy từ ta, khoảnh khắc đó bắt đầu, gia đình cô chắc chắn sẽ rơi vào vực sâu không đáy. Thẩm Ngọc Lộ, sắp chết mà vẫn còn giả vờ. Có tin ta sẽ giết ngươi không? Kiều Kiều, với tính cô ta, e có lẽ đã sớm ra tay. Bây giờ e đã rơi vào bước đường cùng, giết ta có thể mang lại lợi ích gì cho ngươi? Nói đi, cuối cùng là ai sai khiến ngươi bắt cóc ta? Là Hoa Mai. Hoa Mai giả mạo cửu công chúa, tỏ ra oai phong. Cô ta sớm muộn cũng sẽ bị trừng phạt. Chỉ cần Tần Phong ký vào bức thư này, đồng ý cưới ta, lúc đó tôi sẽ là chủ mẫu của họ Tần. Ta vẫn sẽ có được phú quý vinh hoa. Là ngươi, Thẩm Ngọc Lộ. Tần Phong, ngươi không được qua đây. Ngươi bước thêm ta giết cô ta, được ta sẽ không qua. Ngươi muốn gì ta đều đáp ứng. Đáp ứng, được Tần Phong. Vậy ta hỏi ngươi một câu, hỏi đi. Ngươi có yêu Thẩm Ngọc Lộ không? Kiều Kiều, trong hoàn cảnh này, ngươi hỏi như vậy, có cảm thấy hợp lý không? Ta không hỏi ngươi. Tần Phong, ta biết ngươi chắc chắn không yêu cô ta. Hôm đó ngươi chỉ dùng cô ta để lấp đầy chỗ trống. Làm sao ngươi biết ta không yêu Ngọc Lộ? Ta yêu cô ấy. Nói dối, ngươi hoàn toàn không hiểu cô ta. Sao ta không hiểu? Nàng ấy vừa tốt bụng và chính trực, mạnh mẽ và độc lập. Và ta còn biết, nàng ấy không sợ quyền lực đàn áp, bắt nạt người yếu. Nhưng cô ta không có quyền không có thế, chỉ là một cô bé dễ thương. Ta yêu nàng ấy, không liên quan đến địa vị và quyền lực. Không ngờ, Tần Phong thật sự rất ngây thơ. Trên đời này, vẫn còn tình yêu không liên quan đến quyền lực và địa vị. Tốt, thư kia đang ở đây. Chỉ cần ngươi ký vào, cắt bỏ quyền binh, địa vị, quyền tài chính, tất cả nhường cho ca ngươi, ta sẽ thả cô ta. Kiều Kiều, cô thật không biết xấu hổ. Cô tức giận rồi phải không? Tần Phong của cô sắp trở thành người thấp kém rồi. Cô tức giận phải không? Kiều Kiều, tôi và chàng ấy chỉ là vợ chồng giả mạo theo hợp đồng. Cô nghĩ việc bắt cóc ta, đe dọa chàng ấy ký cái này, có thể được sao? Im đi, cô ngừng lại. Tần Phong, cô ấy với ngươi vẫn rất quan trọng đúng không? Nhanh ký đi. Tần Phong đừng. Thẩm Ngọc Lộ, ta bảo cô im miệng, muốn rạch một đường cho kiến bò không? Cô đừng động. Tần Phong, vì ta mà mất đi sản nghiệp của nhà họ Tần, cuối cùng có đáng không? Thẩm Ngọc Lộ, cô có phải chán sống rồi không? Thả nàng ấy ra, ngươi đứng lại. Nếu ngươi không ký, thì đừng trách ta lấy tiết. Đừng có mà manh động. Ta ký, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Ngươi ký, phải từ bỏ danh dự cao quý. Ta ký. Tần Phong, cảm ơn chàng vì đã kiên định chọn ta. Ngọc Lộ, nàng nói gì thế? Những thứ này đối với ta chỉ là danh tiếng hão huyền, chết cũng không mang theo được. Nàng mới là thứ ta cần. Kiều Kiều, cô đã bị bao vây rồi, hãy buông vũ khí và đầu hàng ngay. Đừng cử động, buông ta ra. Thiếu gia, ngài không sao chứ? Nàng không sao chứ? Không sao, Tần Phong. Cảm ơn chàng. Chàng thật tốt với ta. Tần bị ổi. Là ngươi đã tố cáo ta, làm sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy? Im đi cục cưng à, dũng cảm thật đấy, làm sai phải chịu phạt, lại còn bắt cóc em dâu tôi để xả cơn giận. Thật tưởng chúng tôi nhà họ Tần không còn người nữa à? Ta nói cho ngươi biết, bây giờ im đi, ta sẽ cố giúp cô giảm án. Nếu còn lỡ lời thêm một câu, thì đầu lìa khỏi cổ. Quản gia, đưa cô ta đi, nhanh chóng đưa cô ta xuống. Đi thôi, việc ngươi làm, trời đang nhìn. Tần bị ổi, ngươi chắc chắn sẽ nhận báo ứng. Vậy thì sao chứ? Tần Phong, bây giờ tài sản, quyền lực và binh lực của đệ đều là của ta, ta mới là chủ nhân của nhà họ Tần. Tần Phong, ngươi định làm gì? Tần Phong, ta nói đệ đấy, đừng làm loạn. Tần Phong, đệ đang làm gì vậy? Ta là ca ca của đệ mà, anh vẫn biết là ca ca của ta à? Ca ca lỗ đít à, lại có ý định với vợ của đệ ruột. Đệ ơi, ta sai rồi, ta sai rồi, hãy tha cho ta, tha cho ta. Tần bị ổi. Ta biết những năm này huynh luôn ghen tị, vị trí trong gia đình Tần không bằng ta. Nhưng vị trí và quyền lực mà huynh muốn, ta đều có thể cho huynh. Ngọc Lộ, nàng ấy chỉ là một người bình thường. Mối thù giữa chúng ta không liên quan đến nàng ấy, hiểu không? À, ta hiểu, ta hiểu. Sẽ không dám nữa, đệ đệ. Vậy thì ở lại đây và tự suy ngẫm đi. Hy vọng trời Phật sẽ phù hộ cho huynh, đừng người ta phát hiện. Nếu không ai phát hiện thì sao?
ta phải làm sao bây giờ? Vậy thì huynh tự cầu may mắn thôi. Đệ ơi, ta sai rồi, đệ cứu ta. Xin lỗi nhé Tần Phong, những năm này ta chỉ cưỡi heo, chưa bao giờ cưỡi ngựa, không ngờ mình lại say ngựa đến thế, say đến mức kinh khủng, còn nôn lên người chàng. Không sao, chỉ là thay một bộ quần áo mà thôi. Nàng bây giờ còn say không? Hay là, chàng đi trước đi, thiếp sẽ đi sau từ từ. Lần đầu tiên gặp gia đình, đến muộn không tốt lắm đâu. Đường về nhà mình còn xa lắm, không vội từ từ đi. Từ từ thì có gấp gì chứ, vẫn là nhanh lên thôi. Được, nhanh hơn nữa nàng lại nôn lên người ta mất. Đi thôi. Nào, 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 chú hai. Đệ à, ta còn tưởng đệ hôm nay không đến nữa. Không ngờ mọi người đến sớm thế, xin lỗi vì đã đến muộn. Nào, chờ đã, ở đây không còn chỗ cho ngươi ngồi đâu, đi ngồi ở bàn bên cạnh đi, ngươi đừng quá đáng như vậy. Ta quá đáng à? Các người khiến ông nội và chú ba chờ lâu như vậy, nói ta quá đáng. Nào nào, cho đệ mình một chút mặt mũi, thực sự không phải cháu làm khó dễ. Chỉ có hai chiếc ghế trống và một chiếc phải nhường cho chú Hải, thực sự là không còn chỗ. Tôi Tần Phong xin lỗi ông nội và chú Tam. Đừng, ta không thể nhận được, dám từ chối cửu công chúa nhận lễ của ngươi, ta sợ sẽ giảm tuổi thọ. Được rồi, đệ à, huynh à, hôm nay dù huynh có không vui, ta cũng muốn có cơ hội như vậy, nhưng thằng nhỏ này không nắm bắt tốt, còn đắm chìm bởi con ngốc này, nó tự do nhưng làm kéo lùi cả nhà họ Tần, làm kéo lùi cả nhà họ Tần. Trong 10 năm qua, nếu không có Tần Phong chiến đấu bên ngoài, lập được nhiều công trạng, các người nhà họ Tần sớm đã bị bóp nát, không còn lại gì cả. Lại người thấp kém như ngươi cũng dám lên tiếng sao? Tần Phong, ngươi vì một người phụ nữ chăn lợn tự nguyện nhường vị trí chủ nhà, ngươi thật làm ta thất vọng. Ông nội, Ngọc Lộ là vợ cháu, ai bảo không quan trọng? Cháu. Ông nội đừng tức giận, đệ ấy đổ vỡ, chúng ta vẫn còn cháu mà, có cháu ở đây, phồn hoa của chúng ta không bao giờ hết. Ồ, giao cho anh ta xem được 49 ngày. Có khi làm dỗ đầu, con chăn lợn này nói gì thế? Một kẻ bất chấp thủ đoạn, hãm hại đệ đệ ruột của mình, mà còn tỏ vẻ thanh cao, nói thế là quá lịch sự rồi. Quy tắc nhà chúng ta không quan tâm quá trình, chỉ quan tâm đến kết quả, dù nó dùng cách gì, khi đã có được vị trí chủ nhà, thì đó là nó đã thắng, giờ nó là chủ nhà họ Tần. Những lời hắn ta nói, cả hai người bạn đều phải nghe, tuân theo lời dạy của tổ tiên, nghe thấy chưa, ta mới là chủ nhà của nhà họ Tần. Đi đi, hai người, đi ngồi ở bàn trẻ con bên cạnh. Chờ ta tặng món quà này, khi ta công bố danh tính của mình, xem anh ta còn kiêu ngạo thế nào. Chào cả nhà, cháu đến muộn chút vì mang quà to quá. Cái này à, là vòng tay ngọc bích cháu đặt làm, và cái này nữa, đây là, cháu tình cờ có được, một chùm rượu nữ nhi hồng trăm năm, hôm nay là, đặc biệt mang đến cho mọi người thử. Ôi, hai cháu thật tâm lý. Ông nội và chú ba, cô gọi ai là chú ba đấy, đừng nói bậy, ơ kìa chú ba. Vợ cháu, gọi có gì là không đúng, với địa vị như cô ta, không xứng đáng nói chuyện với tôi, đây là quà gặp mặt, cháu chuẩn bị cho mọi người, đệ đã hết tiền rồi, một người phụ nữ sống nhờ vào đệ ấy, có thể lấy ra được món quà gì đáng giá chứ, tôi không cần sống nhờ vào chàng ấy, tôi có tiền của tôi, vậy thì cứ lấy ra xem nào, tôi muốn xem thử, món quà là cái gì. Gốm ba màu thời tang. Đây là một tượng gốm tang san cai, là một món đồ cực kỳ quý hiếm, tôi đặc biệt mang đến cho mọi người ngắm nghía. Đây là tang san cai, giá trị không lường, cô thực sự sẵn lòng tặng nó, mọi người vui là được. Người phụ nữ này rất rộng lượng, không giống như các người nói là cô gái xấu nghèo rách, chắc chắn là tiền của anh họ cho, chỉ là từ tay này qua tay kia, cả danh tiếng lẫn lợi ích đều kiếm được. Cô gái này thực sự rất thông minh, cô ấy tặng quà không đến lượt tôi tài trợ. Ta đã nghe nói cô ấy là người bán heo ở chợ rau phố Tây, làm sao có thể mua được cái thứ đắt đỏ như vậy, người bán heo làm sao mua nổi. Tang san cai thực sự, theo tôi, có lẽ đây là hàng giả. Với địa vị của tôi, đừng nói là một tang san cai, miễn là tôi muốn, dù là 10 cái hay 100 cái, cũng có người mang đến tận tay. Tôi lại làm gì phải lấy cái giả, để lừa dối các người. Một người bán lợn mà muốn 10 cái, 100 cái tang san cai, cũng có người tặng. Tôi xem, có khi là 100 cái lông lợn thì có, ảo tưởng quá. Ngọc Lộ à, Ngọc Lộ, có muốn xem cái tôi tặng không? Nếu cái ngươi tặng không phải hàng giả, vậy cái này của ta là cái gì? Ồ, sao lại là tang san cai nữa? Lại là tang san cai. Cái mã đạp phi điều này không phải là hàng độc nhất vô nhị sao? Sao lại có hai cái giống hệt nhau? Chắc chắn có một cái là giả. Giá mà chú cố của tôi ở đây thì tốt biết mấy. Ông ấy là người siêu tập lớn nhất của nước đại thương chúng ta, đã siêu tập không biết bao nhiêu bộ tang san cai. Ông ấy chỉ nhìn cái là biết cái nào là thật. Cần gì phải kiểm định nữa, cái cô ta tặng chắc chắn là giả. Ngươi, ta đã nói mà, như ngươi, làm sao có thể tặng được tang san cai, ảo vật có giá trị bằng cả thành phố, hóa ra là giả à,
Thật là không biết gì, cái tôi tặng mới là thật. Được rồi, được rồi. Cầm lấy này, đừng để cái giả này làm ô uế mắt mọi người. Tốt, dù sao thì món quà cũng đã được gửi đến nhà họ Tần. Cách xử lý là việc của các người, hy vọng các người đừng hối hận là được. Xin lỗi mọi người. Vừa rồi gặp một người buôn bán đồ cổ có hàng tốt, nói chuyện một lúc, đến muộn. Cái này là gì? Sao náo nhiệt thế? Đang nói chuyện gì vậy? Chú Hải, xem cái này của cháu. Cái gì thế này? Đồ giả, nhanh chóng đem đi vứt đi. Cái gì? Chú Hải, đây là món quà từ huynh trưởng gửi cho chúng ta, đồ sứ Tang San Kai. Tang San Kai, món đồ vụn này có thể gọi là Tang San Kai, đừng xúc phạm từ Tang San Kai nữa, nhanh chóng vứt bỏ nó đi, tôi còn không muốn nhìn thêm một cái, sợ bẩn mắt mình. Chú cố lên hãy nhìn kỹ, đây là món đặc biệt tìm cho chú. Đúng vậy, hai chú hãy nhìn xem, đây là đồ bán ở cửa hàng lớn, sao mà giả được. Cái gì? Biết ta yêu đồ cổ như mạng, lại còn đưa món đồ vụn này cho ta, không biết thái độ gì nữa. Đây là... Đây chắc chắn là thật, chú cố, đây chắc chắn là giả mà. Đúng vậy, chú cố, chú hãy vứt nó đi. Phải đấy, chắc chắn là, khốn nạn, các ngươi định làm gì? Ta nói với các ngươi, cái này chắc chắn là hàng thật, ta đã xem không biết bao nhiêu bộ Tang San Kai, không thể nào sai được. Thật là tai họa, giá trị của bộ Tang San Kai này đủ để mua cả thành phố. Các ngươi ai lại làm rơi như thế này, là hắn ta, là hắn đập vỡ đấy. Chú Hai, hôm nay là bữa tiệc gia đình, hay là chúng ta ăn cơm trước đi. Ăn ăn ăn, lúc nào cũng ăn, đang lúc nào rồi, cả báu vật vô giá cũng dám đập. Chỉ biết ăn, sao không ăn chết đi. Được rồi chú Hai, hãy ngồi xuống ăn cơm trước đi. Sư huynh, ta, làm sao? Lời ta nói không có giá trị à? Chú Hai, chú đừng làm loạn nữa, Tần Bỉ Ổi là chủ nhà mà. Một chủ nhà mù quáng, không biết phân biệt đúng sai, nhà họ Tần của ta, thật sự tồi tàn đến thế sao? Chú à, cháu, nếu chú thích, cháu sẽ tặng chú thêm một cái nữa, vợ cháu thật tốt bụng. Gu thẩm mỹ thật không tồi, sư đệ, đến ăn cơm thôi. Người đâu, thêm một cái ghế nữa, Tần Phong. Hai người cũng ngồi cùng bàn ăn này đi, cùng ăn với chúng ta. Hôm nay tôi không thể rót rượu cho cô, ngươi lại muốn làm gì nữa? Không sao đâu, ta không giận, cô thật là rộng lượng. Cô cũng biết, cửu công chúa thích anh họ tôi, biết đâu một ngày nào đó, anh họ tôi sẽ bỏ cô, vì vậy, bữa tiệc này tôi sẽ không rót rượu. Đúng vậy. Tần Phong, bây giờ còn mất cả vị trí chủ nhà, còn không nhanh chóng bỏ người phụ nữ này, chấp nhận cửu công chúa, trở thành phò mã. Cả nước đại thương, tùy ngươi phiêu diêu, sao phải ẩn mình ở cái thành phố nhỏ bé này. Được. Ai nói với các ngươi rằng, cưới cửu công chúa, thì thích làm gì thì làm, đó là cửu công chúa, chỉ cần một chút xíu từ kẽ tay, cũng có thể biến người thành rồng, biến chim thành phượng. Vậy cô thấy ta giống Phượng Hoàng không? Cô đang đùa à, ta thấy ngươi giống lợn hơn. Dù là Phượng Hoàng thì sao? Có một khả năng, Phượng Hoàng trong mắt cô, chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng thôi, rồi còn tự ngộ nhận này kia, cũng là ảo tưởng mà thôi, Ngọc Lộ. Nếu cô nói cô là Phượng Hoàng, vậy thì bữa tiệc này, cứ để cô trả tiền. Tần Bỉ Ổi, đừng quá đáng, ai cũng biết ở đây chỉ ai là thành viên quý tộc mới nhận, dù cô có tiền, họ cũng không nhận. Để nhìn cái gì đấy? Làm sao, cô ấy nói cô ấy là Phượng Hoàng, thì việc này mà không làm được à? Hay sao, y? Đi gọi chủ quản đến đây, cho tôi. Ngọc Lộ đừng sợ, chú cố biết chủ quản ở đây, ta sẽ trả tiền cho cháu. Chú cố không cần, để cháu, với tư cách chủ nhà họ Tần. Tôi ra lệnh cho các người, hôm nay không ai được trả tiền hộ cô ấy. Rắc rối rồi, bà xã à, chủ quản ở đây, trông có vẻ, không dễ chọc chút nào. Không sao đâu, dù không dễ chọc đến mấy, tôi cũng chọc được. Xin chào quý vị, ăn ở đây có gì không hài lòng sao? Không biết có chuyện gì tìm tôi, chủ quản Tông. Hôm nay bữa tiệc nhà họ Tần của chúng ta, sẽ có người khác trả tiền. Được thôi, không biết người đó tên gì, tôi sẽ quay lại kiểm tra danh sách thành viên. Không cần đâu, tên tôi, không có trong sổ thành viên của chú Tiên Lâu. Giọng này nghe quen thế, sao lại quen thế này? Không có trong danh sách, vậy mà vẫn mặt dày, nói muốn trả tiền, nhà họ Tần sao lại để cô, cái loại vô lễ không biết xấu hổ này vào, thật là đáng buồn, chú Tam, tướng quân Tần. Ông chủ Tống, bữa tiệc tối của nhà họ Tần tôi sẽ trả, ông nói xem tôi có đủ tư cách không? Cửu công chúa, cái biểu cảm này là gì? Có vẻ không muốn tôi tiết lộ danh tính của cô ấy. Ngọc Lộ, không thấy biểu cảm của ngài ấy sao? Không được thì là không được, đang cố tỏ ra cái gì vậy? Cũng không phải là không được, chỉ là nhà Tần là khách hàng quý của Quế Tiên Lâu, chi tiêu đều được ghi sổ thanh toán hàng tháng. Ngọc Lộ có nghe thấy không?
Thanh toán hàng tháng, đây chính là thế giới của người giàu. Nghĩa của việc thanh toán hàng tháng là dù tôi lấy ra cái này, cũng vô dụng sao? Bảo tàng không chữ của thái tử, thấy bảo tàng này như thấy thái tử, tham kiến thái tử điện hạ. Họ đang hô to về ai đây? Thái tử, chẳng lẽ là chị dâu sao? Làm sao có thể? Dĩ nhiên là có hiệu lực, hôm nay nhà Tần tiêu bao nhiêu tiền? Không cần trả, không cần, hôm nay ở Quế Tiên lâu, tất cả chi phí đều miễn phí, tại sao chỉ cần một miếng ngọc bình thường, lại có thể thanh toán được? Điều này ngươi chưa biết, miếng ngọc này là của chúng tôi, làm sao? Cô không hài lòng với việc miễn phí à? Được thôi. Của cô và của hắn, các người tự chịu. Em họ đừng vội. Chỉ là thanh toán thôi mà. Để ta. Ừm. Ghi vào sổ của nhà họ Tần, lớn nhỏ, ghi nợ cần có chữ ký của chủ nhà. Tôi chính là chủ nhà họ Tần, chẳng lẽ tôi, Tần Vô Sỉ ở đâu? Tần Vô Sỉ ra đây cho ta. Tần Vô Sỉ, Tô Kiều Kiều ở trong tù, đã thú nhận mọi thứ, người bị tình nghi bắt cóc và tống tiền, đi với chúng ta một chuyến. Tô Kiều Kiều, làm sao có thể? Tần Phong là anh, ta là ca ca của đệ mà. Tần Phong, đệ, các người làm gì vậy? Buông ta ra, tôi là chủ nhà họ Tần. Ông nội, dù sao đi nữa, chỉ nhìn vào kết quả không xem quá trình. Đây mới là kết quả tốt nhất, được. Hay không quan tâm quá trình, chỉ nhìn kết quả. Chúng ta đi thôi, ừ. Chàng có phải, khi ký vào thỏa thuận đó, đã biết anh ta sẽ như vậy, ta chỉ biết. Ác không áp đảo được chính. Ngọc Lộ, tất cả mọi việc của nhà Tần, ta đã sắp xếp gọn gàng. Sau này không sợ ai nữa. Thiếp biết, ta muốn đưa nàng đi khỏi đây 2 ngày. Đợi sau tiệc phỏ mã, ta sẽ đón nàng trở về. Tại sao? Công chúa thứ 9 tính cách quái gở, bạo lực. Ta sợ cô ấy sẽ không tốt với nàng. Cô Hoa Mai ấy, chẳng phải cửu công chúa gì cả. Chân Đan đã nói với thiếp rồi, cô ấy chẳng qua là con gái riêng của bệ hạ, cũng không đủ tư cách là công chúa. Chính vì vậy, cô ấy mới đáng sợ. Cô ấy từ đầu đến cuối không xuất hiện, quá bí ẩn. Ta cảm thấy không đơn giản. Chàng yên tâm đi, yên tâm thế nào? Ta phải đưa nàng đến nơi an toàn, chờ việc hết thúc sẽ đưa nàng về. Đồ cố chấp ngu dốt mắt mờ, bổn cung sờ nắm nãy giờ còn không tin mé nó, thế thì diễn nốt vậy. Cái này này này, đại nhân trương, sao vẫn chưa rời khỏi đây nhỉ? Không sợ Tần nhị gia tìm rắc rối à? Không sợ người đi giày, danh hiệu Trạng Nguyên của anh ta đã bị hoàng đế bãi bỏ, anh ta còn sợ cái gì nữa? Cứ cười đi, cười thật to đi, đợi tôi cưới được cửu công chúa, xem tôi lúc đó sẽ trả thù các người thế nào. Cô ta lại đến nữa, chẳng lẽ lại đến giả mạo cửu công chúa? Nhưng giả mạo công chúa thứ 9 đến giờ vẫn chưa chết. Có phải hoàng đế rất cưng chiều cô ấy không? Vì vậy, chúng ta không làm khó dễ cô ấy nữa, chỉ cần đợi công chúa đến rồi nói sau. Công chúa, cuối cùng cũng đến, đúng vậy, Trương Lợn, nghe nói gần đây, anh không sống tốt lắm nhỉ? Lần tiệc đón Phượng vừa qua, tôi vô ý, đã khiến Hoàng Thái Tử và Hoàng đế bị tổn thương, bây giờ họ liên minh với Tần Phong, đè nén tôi mọi mặt. Tôi vừa mới thở được chút, nên đẹp hẳn, thật biết tự làm đẹp mặt mình, chỉ là một con kiến mà thôi, còn xứng với Hoàng đế. Hoàng Thái Tử và Tần Phong đè nén, công chúa, cô có thể nói giúp tôi vài lời, với Hoàng đế không? Khôi phục lại danh hiệu của tôi, chuyện nhỏ, khi tôi trở về cung gặp mặt, tôi sẽ nói cho ngài. Cảm ơn công chúa, tôi từ đầu đến cuối còn chưa gặp được hoàng đế, giúp cái tên vô dụng này, nghĩ nhiều quá. Tần Phong, sao cô lại ở đây? Tôi là công chúa, đây là yến tiệc của phò mã, tôi có gì không thể đến. Tần Phong, anh quá làm màu rồi, công chúa đang nói chuyện với anh kia, sao anh lạnh lùng thế? Các người thích bợ đỡ chân của cô ta thì cứ tiếp tục, không liên quan gì đến tôi. Tối nay tôi muốn gặp người khác. Người khác? E là anh sẽ thất vọng, bởi vì tối nay cửu công chúa không tới được. Cô nói gì? Tôi nói cửu công chúa sẽ không xuất hiện. Thực ra yến tiệc phỏ mã tối nay là chuẩn bị cho tôi. Tần Phong đừng lo, kể từ khi anh đến, tối nay đừng hòng mà rời đi. Thái tử của Đại Kim quốc phương Tây đến. Gì cơ? Hoàng tử Đại Kim quốc? Ta từng nhảy múa cùng người ấy theo mẹ, nếu bị ông ta nhìn thấy, danh tính của ta không phải bị bại lộ sao? Hoàng tử Đại Kim quốc. Đại Kim quốc giàu có lắm, xem cái dương kia, bên trong chắc chắn là vàng. Giờ mới thú vị đây, tủ công chúa quý giá như vậy, nếu có thể liên minh với Đại Kim quốc, quốc gia đại thương của chúng ta sẽ được thăng hạng nhiều lắm.
cả những nhân vật như vậy cũng đến. Tần Phong, ngươi không có cơ hội đâu, đúng ý tôi. Đó có phải cửu công chúa không? Ngọc Lộ, tại sao nàng không gặp ta? Ngọc Lộ, ngài ấy gọi là Ngọc Lộ phải không? Trong tên của cửu công chúa, có hai từ Ngọc Lộ, chẳng lẽ, xong rồi, hoàng tử Đông Hải Quốc đến. Hoàng tử Tả Hải Quốc cũng đến, Đông Hải Quốc không chỉ giàu có, mà còn có hải quân xuất sắc, ông quốc lực rất mạnh, chúng ta không có cơ hội rồi, chúng ta chỉ là diễn viên phụ, hãy xem kịch đi. Không được, ta vẫn còn cơ hội, chỉ cần ta có thể nhận được sự chấp thuận của công chúa. Kim Thái Tử, ta thấy ánh mắt của ngươi thật không ổn, người giả mạo này cũng không nhận ra sao, làm sao có thể, buổi yến tiệc phò mã chỉ có một người phụ nữ này. Bóng lưng này tôi nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô không phải là Ngọc Lộ, hãy nói đi cô là ai, cửu công chúa đâu phải chỗ để ngươi chơi, làm sao nghĩ mình có thể giả được. Cô không phải là cửu công chúa, nói đi, cô là ai, hai vị thái tử. Dù cô ấy không phải là cửu công chúa, nhưng cô ấy cũng là công chúa. Đúng vậy, tôi chưa bao giờ nói mình là cửu công chúa, tôi nói mình là công chúa, rõ ràng công chúa lại là một vũ nữ. Cô ta thực sự là công chúa, cũng là một vũ nữ. Cô ấy chính là công chúa của Đại Thương Quốc, con gái riêng sinh với vũ nữ, và vì vài ngày trước, giả mạo công chúa thứ 9, đã khiến hoàng đế Đại Thương nước tức giận, bây giờ đã bị phế làm thường dân. Tôi nói không sai chứ? Hoa Mai, hóa ra, là một con gái riêng bị phế làm thường dân. Lừa dối bao người chúng ta, còn là một vũ nữ, nhìn là biết không đàng hoàng. Thật là, con gái riêng bị phế làm thường dân. Vậy tôi lấy lòng cô ấy làm gì? Nói đích thực cửu công chúa. Sau tấm rèm, đây mới là cửu công chúa. Sao nàng ấy lại ở đây? Ngọc Lộ ta đến cưới nàng. Phổ thông không chịu nổi. Ánh mắt này, nàng ấy đang nhìn ai vậy? Ngọc Lộ khi ấy ta yếu đuối một mình, cô không bỏ rơi ta, giúp ta giành lấy vị trí thái tử. Ngày hôm nay, tất cả những gì ta có, tài sản, địa vị, ta luôn có một nửa cho nàng. Thẩm Ngọc Lộ, là cô ấy thực sự là cửu công chúa, cô ấy chưa bao giờ nói dối, ối mắt mù mẹ rồi. Đây là bảo vật quốc gia của Đông Hải Quốc, ta sẵn lòng chia sẻ với nàng. Và chiếc ngọc phỉ này, đây là dấu hiệu chúng ta năm xưa, ta đã giữ nó đến bây giờ. Thái tử Đông Hải Quốc và cửu công chúa, hóa ra còn có một đoạn tình cảm. Ngọc Lộ, hãy lấy ta đi, ta sẵn lòng dùng cả Đông Hải Quốc làm của hồi môn. Hãy lấy ta là Đại Kim Quốc, có vô số mỏ vàng bạc đang khai thác, chỉ cần nàng lấy ta, tất cả đều là của nàng. Hóa ra nàng ấy thực sự là cửu công chúa. Nàng ấy không nói dối, là ta ngu, ngu như lợn. Nhưng chênh lệch lớn quá. Đông Hải Quốc giàu có, Đại Kim Quốc có số lượng vàng bạc không đếm xuể. Cửu công chúa cuối cùng sẽ chọn ai? Cửu công, chọn ta, nhưng ta sẽ không chọn ai cả, bởi vì ta đã có chồng rồi. Hóa ra nàng là cửu công chúa, những thứ ta có đều do nàng tặng cho ta. Ta hối hận rồi, nàng có thể quay lại với ta không? Quên mấy việc đó đi, được không? Trương Dũng, ta không chỉ quên những việc bẩn thủi của ngươi, mà quên luôn ngươi, tất cả. Con điên, đồ vong ơn, phụ nghĩa, ngươi còn nhớ không? 3 năm trước, khi ngươi bị bắt cóc, là ta đã cứu ngươi. 3 năm trước ở Chú Tiên Lâu, người mặc chiếc váy đỏ là nàng. Sao chàng biết? Hóa ra là nàng, sau khi cứu nàng, ta đuổi theo tên tội phạm, khi quay lại nàng đã biến mất. Người cứu ta là chàng. Vậy Trương Dũng hắn ta, nàng đã mất đi. Sau khi ta đặt nàng vào trong ngõ, ta đã để lại một chiếc khăn tay. Chiếc khăn tay đó đâu? Chiếc khăn tay đó là của chàng sao?